Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 104. Sở Hoành, Sở Trấn Nghiệp còn ở. Diệp Thần chỉ như vậy không ngừng kêu tục danh, chút nào không kiêng kỵ. Bởi vì giờ khắc này, hắn là ma đế. Cửu U Quốc, thậm chí còn ma tộc, ma vực, hết thảy lấy hắn vi tôn. Mà giờ khắc này Sở Hoành, có chút hoảng hốt. Chỉ vì là Sở Trấn Nghiệp là Sở gia lão tổ tên chữ à. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Sở gia trận pháp lại có thể sinh ra một tia chập chờn. Sau đó, một đạo hư ảnh trực tiếp xuất hiện. Chính là Sở gia lão tổ lưu lại thần niệm. Sở Hoành trong mắt trợn to, không chút nào mới vừa rồi khí thế, vội vàng thanh âm run rẩy nói, lão tổ. Ngài, lời còn chưa nói hết, Sở Trấn Nghiệp hư ảnh chính là hét lớn một tiếng, đồ khốn, ma đế hạ xuống, hoàn không quỳ xuống. Sở Hoành toàn thân ướt đẫm, lại là trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu xem Diệp Thần. Cố nhiên hắn đoán được mấy phần, làm hoàn toàn xác định Diệp Thần là ma đế thời điểm, tim hắn còn có chút không chịu nổi à. Ma đế lại thật còn sống. Lại liên tưởng đến hắn mới vừa rồi đối với Diệp Thần giọng nói chuyện, hắn ngay tức thì toàn thân lạnh như băng. Ma đế nhập vào người Diệp Thần nhìn về phía Sở Trấn Nghiệp hư ảnh, nhíu mày một cái, ngươi bỏ mình. Sở Trấn Nghiệp gật đầu một cái, khải bẩm ma đế, năm đó trận chiến ấy, ngài chết sau đó, ta và mấy vị kia liền muốn là ngươi báo thù. Chúng ta bước lên thần quốc, thậm chí đến gần thiên đạo cung, nhưng mà, cuối cùng cơ hồ toàn quân chết hết. Mấy người còn lại đã chết giá phải trả che chở ta, ta miễn cưỡng chạy ra khỏi thần quốc. Vì né tránh thần quốc đuổi giết, ta không dám ở cửu U ở lâu. Lưu lại cái này trận pháp thần niệm, liền bỏ mạng ở biển vô tận vực. Ma đế, là thần vô dụng. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, vô tận ma khí giống như dữ tợn cự thú. Đây không phải là ngươi sai. Năm đó ta giao đồ cho ngươi đâu. Sở Trấn Nghiệp đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía Sở Hoành, đồ khốn, ta Sở ra gia truyền chi bảo mau đem tới. Sở Hoành kịp phản ứng, kính sợ nhìn một cái Diệp Thần. Liền vội vàng đứng lên đi lấy đồ. Sở Trấn Nghiệp tiếp tục nói, ma đế, năm đó sở dĩ chúng ta cũng sẽ xảy ra chuyện, hoàn toàn là bởi vì ma vực có phản đồ. Nếu như ta không đoán sai, tên phản đồ kia chính là quân ma Trần, hiện tại quân ma Trần chấp trưởng ma tộc, được gọi là cao nhất bạo quân. Mà từ ngày chết sau đó, cửu U chính là cha truyền con nối chế, cái này để mặc cửu U đế tu vi miễn cưỡng, nhưng là sớm đã không có chiến ý và nhiệt huyết. Ở viễn cổ, ta cửu U có lẽ có thể miễn cưỡng đối với thần quốc sinh ra ảnh hưởng, nhưng là hôm nay, đời gió ngày hè, cửu U mất đi nhất đồ trọng yếu, như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cả đời báo thù vô vọng à. Diệp Thần trong mắt ngưng trọng, hai tay chắp sau lưng, ta hôm nay thấy cái đó cửu U đế, thật là buồn cười. Đường đường cửu U đế vương, vì để tránh cho chiến tranh, lại đối với thần quốc người khom lưng khuỵu gối, chân thực hoang đường. Hắn đế vương vị cũng nên để cho dỗi rãnh. Ngày khác ta sẽ phái người đón lấy, người nọ không có tư cách chấp trưởng cửu U. Bất quá trước lúc này, ta cần khôi phục thân xác. Sở Trấn Nghiệp nghe được câu này, kích động đến trình độ cao nhất, được. Mà đế nếu như khôi phục thân xác, tất nhiên có thể thay đổi cục diện bây giờ. Ngay tại lúc này, Sở Hoành đã trở về, hai tay nâng một cái hình chữ nhật hộp. Lão tổ, ma đế, chính là vật này. Diệp Thần cánh tay vung lên, vậy hình chữ nhật hộp liền tiến vào luân hồi mộ địa. Tốt lắm, nếu vật này ta đã bắt được, ta cũng nên tạm thời rời đi cửu U. Sở Trấn Nghiệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ma đế, thần một mực có một vấn đề, thượng cổ cuộc chiến, thần quốc mặc dù cường giả rất nhiều, nhưng là lấy ngài tu vi, không nên chết, vì sao? Diệp Thần bước chân dừng lại. Vô tận ma khí giống như một đạo ma ảnh áo choàng, thô bạo khắp thiên hạ gian. Bước lên thần quốc trước, quân ma Trần, sẽ chết. Diệp Thần vẫn là rời đi. Chỉ để lại Sở Trấn Nghiệp hư ảnh và Sở Hoành kinh hãi liền liền. Bây giờ quân ma Trần, đã không phải là thượng cổ quân ma Trần. Hắn tu vi vượt quá thái hư cảnh. Trên tay lại là nắm trong tay một chi ma tộc thiết quân. Đánh đâu thắng đó. Trừ thần quốc. Linh võ đại lục còn có ai có thể dung chuyển quân ma Trần địa vị? Đến bên ngoài,
Ma đế vẫn là rời đi liền Diệp Thần thân thể, yếu ớt mấy phần. Ma đế rõ ràng, hắn không tự mình ra mặt, sở ra lão tổ thần niệm căn bản sẽ không xuất hiện. Vật kia cũng không phải như vậy dễ dàng có thể có được. Diệp Thần hiếu kỳ nói, ma đế, vậy hộp rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải gom đủ những thứ này mới có thể sống lại ngươi? Mấy giây, ma đế mới chậm rãi mở miệng, ta thật ra thì đã sớm dự cảm đến ta sẽ có rơi xuống một ngày. Linh võ đại lục nước quá sâu, cho dù ta tu vi và thực lực mạnh mẽ, ta cuối cùng sẽ bị lật đổ, sẽ biến mất trong lịch sử. Có thể là bên người người mà ta tín nhiệm nhất đối với ta ra tay, cũng có thể là cường giả hạ xuống. Quá nhiều khả năng. Ban đầu linh võ đại lục tuyệt hàn đế cung một đêm tiêu diệt, ta liền dự cảm đến linh võ đại lục hỗn loạn muốn bắt đầu. Thậm chí, ta đánh hơi được hơi thở tử vong. Vì vậy ta liền ở bước vào vậy chiến trường thượng cổ trước, để lại một ít thứ. Những thứ này có thể bảo đảm ta ở hồn phi phách tán, thân xác toàn diệt hạ, còn có thể có một tia sức sống. Những thứ này, một phần giao cho ma linh tử, một phần giao cho sở gia lão tổ, một phần là một viên ta ở vực ngoại lấy được thần bí Long Châu. Long Châu này chính là ngươi ở Côn Lôn hư lấy được. Nếu như không có hạt châu kia, ta liền không thành được ngươi ác ma mắt. Dĩ nhiên, còn có một chút ta vật lưu lại hoàn không tìm được. Bất quá, có thể tìm được những thứ này đã đủ rồi. Diệp Thần chấn động trong lòng vạn phần. Cái này là dạng gì thủ đoạn? Diệp Thần, đây là đế vương thuật, làm ngươi đến ta vị trí này lúc đó, liền có thể rõ ràng, ngươi mạnh mẽ đi nữa, cũng phải như đi trên băng. Nhập vào người tại ngươi đối với ta tạo thành một ít tiêu hao, ta phải ngủ say một lát, muốn khôi phục thân xác, còn cần người của ma tộc làm chất dẫn, mở cấm chế. Cái này không khó, ta dự cảm rất nhanh liền phải xuất hiện. Ma vực lãnh thổ bên trong, ma tộc. Cổ xưa đền. Cửu Long ghế đá bên trên, quân ma Trần cầm trong tay chơi chiếc nhẫn, ánh mắt tùy ý quét xuống phía dưới người. Bầu không khí cực kỳ cổ quái. Đột nhiên, quân ma Trần con người đông lại một cái, mở miệng nói, dựa theo các người ý nghĩa, nói cách khác vậy niệm ma thân thể thật bị người mang đi. Ma tôn, đúng là như vậy. Người phía dưới cung kính nói. Người nọ cái gì tu vi, phong môn hậu kỳ vẫn là nửa bước thái hư. Như vậy thiên kiêu, ta đây là tò mò, chẳng lẽ đến từ thần quốc? Quân ma Trần nghi ngờ nói. Nhưng mà, người phía dưới sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến hóa, ma tôn, đều không phải là. Quân ma Trần nhướng mày một cái, trước 30 tuổi, chẳng lẽ đối phương thái hư? Cũng không phải. Ừ. Đối phương rốt cuộc cái gì tu vi, cái gì lai lịch, quân ma Trần cả giận nói. Người phía dưới do dự hồi lâu, vẫn là mở miệng, đối phương chỉ bất quá tạo hóa cảnh. Cái gì, quân ma Trần sắc mặt đại biến, cả người lại là đứng lên, lòng bàn tay chiếc nhẫn lại là hóa là bột, tạo hóa cảnh làm sao có thể nắm trong tay niệm ma thân thể. Không thể nào. Người phía dưới vội vàng quỳ xuống, ma tôn, ta không dám lừa gạt. Đối phương thật sự là tạo hóa cảnh, còn tới từ thần hỏa học viện, tên là Diệp Thần. Còn như khác tin tức, chúng ta còn không có tra được. Hơn nữa, cửu u đế thật giống như có ý phong tỏa hết thảy tin tức, cùng ngày rốt cuộc chuyện gì xảy ra không người biết. Có cần hay không chúng ta đi đưa cái này Diệp Thần mang về? Dẫu sao hắn nắm trong tay niệm ma thân thể. Quân ma Trần xoay người, không có ai biết hắn thời khắc này diễn cảm có nhiều dữ tợn. Hồi lâu, quân ma Trần mở miệng nói, ta đối với cái này Diệp Thần cảm thấy rất hứng thú, phái người nhìn chằm chằm thần hỏa học viện. Niệm ma thân thể sẽ không tùy tiện chọn người, người này tạo hóa cảnh là có thể nắm trong tay, tuyệt đối có vấn đề. Diệp Thần, danh tự này vì sao để cho ta mơ hồ có chút bất an đây? Đột nhiên, quân ma Trần nghĩ tới điều gì, ta nhớ thần hỏa học viện cách đó không xa cất giấu một nơi ta ma tộc phong ấn vật. Phái người đi xem. Tên kia vậy sắp thức tỉnh. Nếu có người này tương trợ, có lẽ có thể tăng nhanh chiếm đoạt cửu u quốc. Vốn là thuộc về đồ ta, cũng nên cầm về. Diệp Thần tự nhiên không biết ma tộc sự việc. Rất nhanh, Cát Thanh liền dẫn Diệp Thần, Kỳ Lâm, Thạch Hoa và Triệu Luân, leo lên phi thuyền, hướng cửu u quốc ra bay đi, trở lại thần hỏa học viện. Diệp Thần dự định trở lại thần hỏa học viện sau đó. Liền và Kỳ Lâm đi tìm lệnh hồ gia tộc.
Phi thuyền bên trên, Thạch Hoa và Triệu Luân vậy ân cần hỏi thăm một phen Diệp Thần ở thần tâm trong điện gặp gỡ, Diệp Thần cũng không có hoàn toàn giấu giếm, đem có thể nói bộ phận nói cho hai người, để cho Thạch Hoa và Triệu Luân lấy làm kỳ không dứt. Sau đó, Diệp Thần liền trở lại bên trong gian phòng của mình, bắt đầu hiểu được từ mục giã trên cổ tịch ghi lại hồn kỹ. Còn như ma đế từ rời đi Sở ra sau đó, liền không có nói cho Diệp Thần tiếp theo nên làm cái gì. Diệp Thần tò mò qua ma đế khôi phục thân thể những thứ đó rốt cuộc là cái gì. Bất quá nếu ma đế không có phân phó, hắn cũng không dự định mở ra những thứ đó. Không biết qua bao lâu, ở trong phòng tu hành Diệp Thần, chợt mở hai mắt ra, tròng mắt bên trong, tử mang bạo tránh. Đồng thời, phi thuyền chấn động một cái hướng xuống hạ xuống, bọn họ đã trở lại thần hỏa học viện. Diệp Thần con mắt chớp động, cái này chạy đường xá, hắn từng giây từng phút cũng không có lãng phí, một mực ở tìm hiểu vậy trên cổ tịch hồn kỹ. Nhưng là, để cho hắn có chút bất ngờ chính là, cái này hồn kỹ độ khó lại cực cao, vẫn còn ở bách bộ trục điện bên trên. Ở Diệp Thần xem ra cái này hai môn hồn kỹ, độ khó chí ít cũng có thể sánh bằng thần kỹ. Nhưng là những thứ này thời gian hiểu, Diệp Thần tự nhiên cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hắn ở thần hồn sử dụng phương diện, có lớn vô cùng tiến bộ, mặc dù hoàn không cách nào chân chính thi triển tỏa hồn giết và thiên hồn chấn động. Nhưng là, hắn thần niệm lấy được cực mạnh cường hóa. Diệp Thần mới vừa rời đi phi thuyền, đang đi mình nhà trọ đi tới lúc đó, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở mình trước người. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, không khỏi được hơi sững sờ, trước mắt nam tử mặt mũi vậy coi là anh Tuấn, chính là một đôi mắt tam giác để cho người nhìn cảm thấy có chút không thoải mái. Mà đây người Diệp Thần vậy biết, chính là trước, cùng có qua xung đột năm hai sinh, Trần Khoa. Trần Khoa tựa hồ là thấy được phi thuyền trở lại lúc đó, liền cùng ở nơi này, lúc này thấy được Diệp Thần. Chính là mặt đầy vui mừng tiến lên đón, cười nói, Diệp huynh, thật lâu không gặp. Diệp Thần có chút kỳ quái nhìn hắn, đột nhiên trong mắt lóe lên một vẻ bừng tỉnh. Đúng rồi, hắn trước đã đáp ứng Trần Khoa muốn là hắn lấy một phần cửu nguyên địa long hỏa. Hắn không khỏi được mặt lộ cười khổ, cái này Trần Khoa, vậy quá gấp chứ. Hoàn đặc biệt ở chỗ này chờ mình, chẳng lẽ là sợ mình sẽ nuốt lời sao? Diệp Thần nhìn đi tới Trần Khoa. Mở miệng nói, Trần huynh, ngươi là tới lấy phần kia cửu nguyên địa long hỏa sao? Trần Khoa nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó rõ ràng liền Diệp Thần đang suy nghĩ gì, lúc này lắc đầu một cái, sắc mặt có chút gay gắt nói. Diệp huynh, ngươi hiểu lầm, ta sở dĩ gấp như vậy ở chỗ này chờ ngươi, cũng không phải là vì hướng ngươi đòi vậy cửu nguyên địa long hỏa, mà là, tạ cô nương nàng xảy ra chuyện. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy cả kinh. Tạ Bình Bình xảy ra chuyện. Làm sao sẽ, ở trong học viện này, có Trần Khoa, hình tử đường các người bảo vệ Tạ Bình Bình, nàng làm sao có thể hoàn sẽ xảy ra chuyện đâu. Diệp Thần không khỏi được đáy lòng bốc lên một tia âm u lửa giận, người bên người, một cái tiếp theo một ra chuyện, Diệp Thần thật không cách nào nhịn được. Nhìn Diệp Thần thần sắc, Trần Khoa vội vàng nói tiếp, Diệp huynh bình tĩnh. Tạ cô nương nàng không phải tại học viện bên trong xảy ra chuyện. Không phải tại học viện bên trong, Diệp Thần nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Trần Khoa nói, hơn nữa, không chỉ là tạ cô nương, học sinh năm thứ nhất hình tử đường, cơ huyền các người, kể cả tạ cô nương toàn bộ đều mất tích. Từ, ngươi lên lần học viện khiêu chiến thắng lợi, rời đi thần hỏa học viện sau đó, tạ cô nương vậy đi theo hình tử đường, cơ huyền các người, cùng nhau đi ra ngoài đi hoàn thành trong học viện nhiệm vụ. Bởi vì Diệp huynh ngươi giao phó. Ta đối với bọn họ thi hành nhiệm vụ, vậy hơi để ý một chút, nhiệm vụ địa điểm, cách chúng ta thần hỏa học viện, không hề coi là quá xa. Vốn là, nhiệm vụ này độ khó mặc dù không nhỏ, nhưng là lấy hình tử đường bọn họ thực lực, cũng sẽ không phí quá lớn khí lực, tình huống bình thường, bọn họ sớm hẳn quay trở về. Nhưng mà, đến hiện tại, bọn họ vẫn không có trở lại học viện bên trong, nếu như ta đoán không sai mà nói, bọn họ hẳn là gặp phải vấn đề gì. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống nói, thông báo học viện bên trong đạo sư liền sao? Trần Khoa gật đầu nói, thông báo cho, nhưng là, dựa theo học viện quy định, nếu lại qua mười mấy ngày, học viện mới sẽ phái đạo sư đi điều tra, ta và Hoắc Cửu các người vốn cũng muốn đi thăm dò một phen.
Vừa nói hắn lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ nói, nhưng là, Hình Tử Đường và Cơ Huyền cùng thiên tài, thực lực tăng lên được cực nhanh, mặc dù bọn họ là năm thứ nhất, nhưng là hiện tại thực lực chân thật, thậm chí đều có thể cùng chúng ta so sánh với. Nếu như Hình Tử Đường các người, đều không cách nào giải quyết khó khăn, sợ rằng chúng ta đi, vậy không làm nên chuyện gì, xin Diệp huynh tha tội. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, Trần huynh, người đã làm rất khá, Cửu Nguyên Địa Long Hỏa, ta sẽ ở nội trong hôm nay nhờ người đưa đi ngươi nhà trọ. Hiện tại, ta trước đi hiểu một chút bọn họ thi hành nhiệm vụ. Hắn biết, Trần Khoa mặc dù đáp ứng mình chiếu cố Tạ Bình Bình, nhưng là, cũng chỉ là chiếu cố mà thôi, hắn cùng Tạ Bình Bình, Hình Tử Đường các người không quen không biết, thậm chí liền giao tình cũng không có, tự nhiên không có nghĩa vụ vì bọn họ mạo hiểm, có thể đem mấy người tình huống hiểu rõ ràng, cũng chuyển cáo mình, đã coi như là để tâm là mình làm chuyện. Trần Khoa gật gật đầu nói, vậy ta cáo từ trước. Trước khi đi, hắn mặt hiện vẻ do dự, cuối cùng, vẫn mở miệng nói, Diệp huynh, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là, trực giác nói cho ta, chuyện này, không đơn giản, ngươi ngàn vạn lần phải chú ý. Diệp Thần mặt lộ một nụ cười châm biếm, hắn biết Trần Khoa là thật là mình lo lắng, không khỏi nói, ta biết, đa tạ Trần huynh nhắc nhở. Nếu như trước, còn không có đi Cửu U quốc Diệp Thần, có lẽ, thật muốn chuẩn bị thật tốt một phen, thậm chí, còn muốn thỉnh cầu Cát Thanh Sai phái đạo sư tương trợ, nhưng là bây giờ thế nào? Bây giờ Diệp Thần, thực lực có bay vào tính tăng lên, chỉ cần không phải gặp phải phong môn trung hậu kỳ tồn tại, Diệp Thần đều có thể không sợ. Cái này linh võ đại lục bên trên, bây giờ có thể uy hiếp được hắn tồn tại, đã là càng ngày càng ít. Lúc này, Diệp Thần trên gương mặt thoáng qua vẻ tàn khốc. Bất kể là ai, nếu đối với bạn hắn ra tay, Diệp Thần thì phải hắn trả giá thật lớn. Một bên Kỷ Lâm cũng là nghe được hai người đối thoại, mở miệng nói, Diệp Thần, những người này sẽ không chết đi. Diệp Thần liếc một cái Kỷ Lâm, miệng mắm muối. Rất nhanh, Diệp Thần và Kỷ Lâm liền đi tới Thần Hỏa Học Viện bên trong, tuyên bố học viện nhiệm vụ đại điển chỗ, lúc này, đang có không thiếu học sinh ra ra vào vào, lộ vẻ được khá là náo nhiệt. Diệp Thần và Kỷ Lâm bước vào trong điện, chỉ gặp trong đại điện lòng chỗ, lơ lửng một mặt tinh thạch màn ảnh bên trên, hiện lên không cùng khó khăn nhiệm vụ, đại khái nội dung, nhiệm vụ địa điểm, cùng với thủ lao. Bất quá, những nhiệm vụ này, tự nhiên không phải Diệp Thần để ý, hắn ánh mắt đảo qua, liền nhìn về phía một người phụ trách quản lý nơi này phong môn cảnh đạo sư. Diệp Thần hướng tên đạo sư kia đi tới, tên đạo sư kia nhìn Diệp Thần, cũng là hơi sững sờ, từ học viện khiêu chiến sau đó, Diệp Thần danh tiếng, có thể nói là truyền khắp toàn bộ Thần Hỏa Học Viện, tại học viện bên trong, bất luận thầy trò, cơ hồ đã không có người không nhận biết hắn. Tên đạo sư kia thấy Diệp Thần, cũng là mặt lộ mỉm cười nói, Diệp Thần, làm sao, người cũng tới tiếp lấy nhiệm vụ sao? Vừa vặn ngày hôm nay, có mấy cái độ khó rất cao nhiệm vụ, ta cảm thấy thật thích hợp ngươi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, đạo sư, ta lần này tới, là muốn hỏi ngươi một ít chuyện tình. Sự việc, tên đạo sư kia khá là không hiểu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nói trước, ta mấy người bạn, tiếp lấy nhiệm vụ sau đó, thời gian rất dài cũng không có trở lại, nhưng là xin đạo sư điều tra, còn cần một ít thời gian, ở trước đó, ta muốn đi trước xem. Tên đạo sư kia nghe vậy, trầm ngâm một hồi, vẫn mở miệng nói, vậy mấy tên học sinh, tên gọi là gì? Nếu như bình thường học sinh tới hỏi hắn, hắn dĩ nhiên là sẽ không hiểu, có thể Diệp Thần là bình thường học sinh sao? Diệp Thần có thể là mới vừa nhập học, liền đánh bại năm 2 nghịch thiên thiên tài Chu Thuần à? Chu Thuần thực lực, thậm chí đã vượt qua không thiếu năm ba sinh, có thể hắn, vẫn thua ở Diệp Thần thủ hạ. Diệp Thần có nhiều nghịch thiên, có nhiều sợ hãi, tiềm lực có bao kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, học viện bên trong, cũng lưu truyền Cát Thanh viện trưởng, vô cùng là coi trọng Diệp Thần tin tức, lần này Cửu U quốc trúc thọ, cũng là mang Diệp Thần đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đối với như vậy một cái, tương lai có thể rung động toàn bộ linh võ đại lục trung cực thiên tài, tên này đạo sư cũng muốn bán một chút Diệp Thần ân huệ. Ai sẽ ngại mình kết giao thiên tài quá nhiều đâu. Diệp Thần nghe vậy vui mừng nói, bọn họ đều là học sinh năm thứ nhất, theo thứ tự là, Hình Tử Đường, Cơ Huyền, Thiên Linh,
Xích Hà, Tạ Bình Bình. Vốn là hắn hoàn dự định nếu như vị đạo sư này không chịu nói cho hắn mà nói, hắn không thể làm gì khác hơn là đi tìm cậu Cát Thanh trợ giúp. Đạo sư kia nghe vậy, lại là cả kinh. Hình Tử Đường các người, có thể nói là năm thứ nhất bên trong, xuất sắc nhất mấy tên thiên tài à. Hắn sắc mặt, vậy có chút khẩn trương, nếu như vậy học sinh đổ coi như, nếu là cái này mấy tên năm thứ nhất bên trong thiên tài xuất sắc nhất, ở tiếp lấy nhiệm vụ lúc cùng chung xảy ra chuyện, liền liền hắn có thể cũng phải gánh vác trách nhiệm à. Lúc này, đạo sư liền lấy ra một cái ngọc giản, phía trên, ghi chép gần đây đoạn này thời gian, học sinh tiếp lấy nhiệm vụ ghi chép. Rất nhanh, đạo sư mở chừng hai mắt, hướng về phía Diệp Thần nói, tìm được. Đây là bọn họ tiếp lấy nhiệm vụ, người xem. Vừa nói, đem ngọc giản đưa cho Diệp Thần. Đồng thời, đạo sư trong mắt, cũng là thoáng qua vẻ ngưng trọng, căn cứ hắn kinh nghiệm, Hình Tử Đường các người, hiện tại quả thật sớm nên trở lại trường học tới. Diệp Thần thần niệm từ trong đảo qua một cái, ánh mắt chớp mắt, gật đầu một cái nói, đa tạ đạo sư. Vừa nói, hắn lúc này liền muốn xoay người và Kỳ Lâm rời đi. Hình Tử Đường bọn họ đã mất tích nhiều ngày, nếu là thật xảy ra chuyện, tình huống khẳng định không cần lạc quan, hiện tại tự nhiên muốn tranh đoạt từng giây từng phút. Hơn nữa bọn họ mất tích địa phương và lệnh hồ gia tộc tương đối đến gần. Giải quyết xong chuyện này là được hướng lệnh hồ gia tộc đổ thừa. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần sau lưng tên đạo sư kia, lại đột nhiên hô, chờ một chút. Diệp Thần xoay người lại, hỏi, đạo sư còn có chuyện gì sao? Mơ hồ, đã có chút không nhịn được. Hắn hiện tại nhưng mà vội vã đi cứu người à. Chậm một phút, bạn mình cửa, đều có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tên đạo sư kia do dự một hồi, rốt cuộc mặt hiện kiên quyết vẻ, mở miệng nói. Ngươi và cái này bé gái đi. Kỳ Lâm có chút không vui, nói, lão đầu, ngươi có phải hay không xem thường ta Kỳ Lâm, ta nhưng mà tiên thiên. Lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thần ngăn chặn miệng. Diệp Thần nói, cái này đứa nhỏ có chút bẩm sinh tật bệnh, bất quá coi như đáng tin, ngươi là không yên tâm. Các ngươi đi, ta quả thật có chút không yên lòng, ngươi chờ ta một chút, ta cùng học viện giao phó một phen, chúng ta cùng chung đi đi. Hắn trước không có lưu ý Hình Tử Đường đám người tình huống, hiện tại nhưng là sợ. Hình Tử Đường các người, nếu quả thật xảy ra chuyện, hiện tại lại phối hợp một cái Diệp Thần mà nói, vậy hắn đừng nói là bị trục xuất thần hỏa học viện. Toàn bộ linh võ đại lục, sợ rằng cũng không có chỗ hắn dung thân liền à. Phải biết, Hình Tử Đường, Diệp Thần các người, không chỉ có bối cảnh không đơn giản, lại là tự thân tông môn tương lai vô cùng là nể trọng nhân tài à. Giá trị của bọn họ, có thể so với một cái phong môn cảnh đạo sư muốn cao hơn. Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, nhưng là, vẫn gật đầu một cái, tại chỗ chờ đợi. Tuy nói, hắn cảm thấy... Lấy mình bây giờ thực lực, một người đủ để giải quyết, nhưng là hơn một cái phong môn cảnh người giúp, tự nhiên không có gì không tốt. Rất nhanh, tên này đạo sư liền hồi đến nơi này, đối với Diệp Thần nói, tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi. Hắn dáng vẻ, lại là thật giống như so Diệp Thần còn cấp. Diệp Thần vốn là muốn thả ra phi thuyền, nhưng là, tên đạo sư kia ngăn cản hắn, trực tiếp mang hắn đi tới học viện sau núi chỗ. Nơi đó. Lại nuôi dưỡng một loại thượng cổ huyết mạch phi hành yêu thú, trục phong ưng. Đuổi gió ưng. Mà ở phía trước đi phía sau núi trên đường, Diệp Thần cũng biết tên này đạo sư tên chữ, gọi là Tử Hoan. Diệp Thần nhìn trước mắt những thứ này cả người hắc vũ, một đôi kim đồng, trắng mỏ, quanh thân hoàn lượn quanh liễu trước từng cơn hắc sát con ưng khổng lồ, cũng là khá là rung động. Tốt thần tuấn yêu thú. Kỳ Lâm trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Một đường chạy chậm hướng những thứ này trục phong ưng đi, mà những cái kia trục phong ưng hiển nhiên cảm giác được Kỳ Lâm nguy hiểm, rối rít lui về phía sau. Tử Hoan một bên ngưng xem nhìn chăm chú những thứ này con ưng khổng lồ, vừa hướng Diệp Thần giới thiệu. Trục phong ưng là số ít mấy loại có thể bị loài người nuôi dưỡng yêu thú cường đại, hắn tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ là sức chịu đựng kém một ít, nhưng là... Nếu như đường ngắn phi hành lại xa xa so giống vậy phi hành pháp khí muốn tới được nhanh chóng. Dứt lời, hắn hai tròng mắt sáng lên, ánh mắt phong tỏa một đầu thân hình so đồng loại còn mơ hồ cao lớn một phần, vẻ mặt kiêu ngạo trục phong ưng. Chính là nó. Một tiếng lệ khiếu,
Trục Phong Ưng cả người hắc sát bùng nổ, như một đạo màu đen như tia chớp, phóng lên cao, vạch qua bầu trời mênh mông, hướng học viện ra bay đi. Diệp Thần mặt hiện vẻ kinh sợ, cái này Trục Phong Ưng, tốc độ quả thật sắp tới trình độ cao nhất, chỉ là hành động gian, có chút không linh hoạt, chỉ thích hợp phi hành, trong chiến đấu nhưng không cách nào giữ hết tốc lực. Hình Tử Đường các người lần này nơi tiếp nhiệm vụ là đi một nơi ở vào thần hỏa học viện mấy triệu bên trong ngoài rừng rậm bên trong tiến hành điều tra. Chỗ kia núi rừng, tựa hồ đã từng phong ấn cái gì, có một tòa cổ xưa tế đàn, gần đây tế đàn vùng lân cận mơ hồ truyền ra một ít dị động. Thông thường mà nói, có thể là có một ít khá là yêu thú cường đại, lầm vào nơi này, nhiễu động tế đàn vùng lân cận phòng vệ trận pháp. Mà căn cứ tin tức, chỗ kia rừng rậm vùng lân cận nhất yêu thú cường đại, cũng bất quá là tinh khiếu hậu kỳ tồn tại. Lấy cơ huyền hình tử đường các người bây giờ thực lực, lại đến có chuẩn bị, cho dù đối mặt tinh khiếu hậu kỳ yêu thú, hẳn không có vấn đề gì. Nhưng mà, kỳ quái chính là, đi qua nhiều ngày như vậy, hình tử đường các người lại vẫn là không có trở lại về học viện. Rất nhanh, ngồi ở Trục Phong Ưng trên lưng Diệp Thần ba người, liền xa xa nhìn thấy một phiến thông thông úc úc rừng rậm. Cánh rừng rậm này, chính là hình tử đường các người, thi hành nhiệm vụ chỗ, tên là rừng thiên cực. Lúc này, rừng thiên cực chỗ sâu, một tòa hang đá bên trong, đứng một người tà dị thanh niên này cả người áo bào đen, cả người hiện đầy màu đen đường vân, trước người là một tòa thật to tế đàn. Lúc này tế đàn bị một cái màu máu trận pháp bao vây, trận pháp bên trong, cuồn cuộn không ngừng tản ra huyết quang, đang ăn mòn tế đàn lực lượng, mà tế đàn ánh sáng trắng. Ở huyết quang ăn mòn, lúc sáng lúc tối lóe lên không ngừng, tựa hồ ở vào ranh giới tan rã. Mà tên kia tà dị thanh niên thấy vậy, trong mắt chính là lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Tiếp theo, hắn ánh mắt đảo qua, ở màu máu trận pháp ra còn có mấy đạo thân ảnh. Cái này mấy đạo thân ảnh, lúc này, bị mấy cây xiềng xích màu đen trói buộc, hai mắt nhắm nghiền mất đi ý thức. Cái này mấy người, chính là hình tử đường các người. Bỗng nhiên, Cơ Huyền cau mày, chậm rãi mở hai mắt ra. Tên kia tà dị thanh niên thấy vậy không khỏi được chân mày khều một cái, hắn không nghĩ tới những thứ này võ giả lại vẫn có thể khôi phục ý thức. Nhưng là, hắn vậy không quá mức để ý, tỉnh lại thì thế nào? Cơ Huyền nhìn lướt qua bốn phía, lúc này sắc mặt đại biến. Hắn thử tránh thoát trói buộc hắn xiềng xích, nhưng là vậy xiềng xích nhưng không nhúc nhích tí nào, tựa như khảm nạm ở trên người hắn vậy. Bất quá, hắn rất nhanh liền chấn định lại, lạnh lùng nhìn trước người tà dị thanh niên. Vậy tà dị thanh niên thấy vậy, không khỏi được trong mắt lóe lên một tia cười nhạt, không muốn vùng vẫy, chỉ bằng các ngươi tu vi, hoàn muốn tránh thoát cái này vạn ma khóa. Cơ Huyền thần sắc âm trầm, lúc trước hắn cùng hình tử đường các người đón nhận học viện nhiệm vụ, đi tới liền cái này rừng thiên cực bên trong tế đàn, vốn cho là lạ yêu thú xông vào nơi này, không nghĩ tới nhưng gặp cái này tà dị thanh niên. Mà đây tà dị thanh niên, lại là một người phong môn cảnh tồn tại. Hơn nữa, rất hiển nhiên, hắn không phải vậy võ giả, mà là một người ma tộc. Mấu chốt người của ma tộc không có ở đây ma vực, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cơ Huyền các người tự nhiên không phải phong môn ma tộc cường giả đối thủ, cho dù lá bài tẩy dốc hết, vậy vẫn không có từ nơi này ma tộc trong tay chạy khỏi, thực lực sai biệt, chân thực quá lớn. Vốn là... Hắn đã làm xong chết chuẩn bị, nhưng mà để cho hắn có chút bất ngờ chính là, mình lại vẫn còn sống, hơn nữa, hình tử đường, tạ bình bình các người cũng đều còn sống. Cơ Huyền gắt gao nhìn chằm chằm vậy ma tộc cường giả, lãnh đạm nói, người muốn giết cứ giết, cần gì phải nói nhảm. Hắn biết mình hiện tại rơi vào cái này ma tộc trên tay, mặc dù còn chưa có chết, nhưng là cùng chết đã không khác biệt, cái này ma tộc hiện tại không giết mình. Như vậy hắn chuyện muốn làm khẳng định so với trực tiếp giết hắn tàn khốc hơn. Vậy ma tộc ha ha cười nói, chết, trực tiếp giết ngươi, đối với người người như vậy mà nói, chân thực quá nhân từ chứ. Ngươi ở đùa gì thế? Cơ Huyền ánh mắt trầm xuống nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ma tộc cười lạnh nói, ta chủ nhân lập tức phải từ phong ấn bên trong giải phóng, hắn bị phong ấn nhiều năm, chắc hẳn nhất định rất khát vọng các ngươi những thiên tài này máu tươi chứ. Ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh có thể bị ta chủ nhân cắn nuốt, bất quá, bị một chút xíu hút khô máu thịt tinh hoa cảm giác, có thể so với chết, thống khổ nhiều, ha 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 ha.
Cơ Huyền nghe vậy, không nhịn được mắng, bẩn thỉu ma tộc ngươi lấy là đối với chúng ta làm chuyện như vậy, có thể bình yên vô sự sao? Ma tộc nhãn hiện sắc bén, lại là thân hình một cái chớp động, ngay tức thì xuất hiện ở Cơ Huyền bên người, giơ tay lên một trường, hung hăng hướng Cơ Huyền trên mặt quạt đi. Đùng một tiếng giòn giã, một trường này phiến được vô cùng ác độc, nếu không phải thân thể bị vậy vạn ma khóa trói buộc ở, Cơ Huyền cả người, đều phải bị tát bay ra ngoài. Một trường này phiến được Cơ Huyền mặt đầy máu tươi, kim tinh toát ra, lại là thiếu chút nữa, thì phải ngất đi. Vậy ma tộc mặt không thay đổi nói, ta ma tộc tên, há là ngươi như vậy rác dưới có thể ô nhục. Hậu quả, ha ha, vô năng võ giả, có thể mang cho chúng ta hậu quả gì? Ta thật không nghĩ tới. Mà Cơ Huyền lắc đầu một cái nhìn về phía trước người ma tộc, trong mắt tất cả đều là cực hạn sát ý cùng hận ý. Hắn là thế lực cao cấp thiên chi kiêu tử, lúc nào giống như tù nhân vậy, bị người khi dễ làm nhục. Vậy ma tộc thấy vậy, cười lạnh nói, người đó là cái gì ánh mắt? Có loại liền nói tiếp à? Xem ra, người không chỉ là phế vật, vẫn là tiện loại còn không có bị đánh đủ, muốn tiếp tục bị người đánh. Cơ Huyền cắn chặt hàm răng, con người đều phải trừng ra hốc mắt, nhưng là... Hắn nhưng lựa chọn yên lặng. Ma tộc trên gương mặt nụ cười nồng hơn, cười lạnh nói, các ngươi những thứ này linh võ đại lục thiên tài xem ra đều là nạo chồng, bị đánh một cái tát, chỉ sợ. Ha ha, thật buồn cười. Dứt lời, xoay người lần nữa đi tới màu máu trận pháp trước, vẫn là phá giải tế đàn này phong ấn muốn chặt. Cơ Huyền cúi đầu, răng đều muốn cắn nát, hắn sở dĩ đứt đoạn tiếp theo mắng, cũng không phải là bởi vì hắn sợ người này, mà là hắn biết nếu như lại bị cái này ma tộc đánh xuống. Mình rất có thể đã hôn mê lần nữa. Mặc dù, không biết có còn hay không còn sống cơ hội, nhưng là vì hình tử đường, tạ bình bình các người, mình vậy nhất định phải giữ thanh tỉnh mới được. Chỉ có giữ thanh tỉnh, mới lại có thể bắt được cứu ra mọi người cơ hội. Hắn mới vừa rồi sở dĩ đối với cái này ma tộc nói muốn giết cứ giết, cũng chỉ phải, vì từ đối phương trong miệng bộ lấy tình báo thôi. Nếu như, chỉ có chính hắn bị bắt ở, cho dù hợp lại lên tánh mạng, hắn cũng sẽ không hướng về phía ma tộc cúi đầu, nhưng là, nơi này không chỉ hắn một người. Còn nữa, bạn hắn. Vì bằng hữu, hắn cam nguyện chịu nhục. Cùng lúc đó, Từ Hoan và Diệp Thần cũng ở đây hướng rừng rậm này ở giữa tế đàn nhanh chóng chạy tới. Trên đường, Diệp Thần đối với Từ Hoan hỏi, Từ đạo sư, người biết, dãy núi này bên trong tế đàn phong ấn là cái gì không? Từ Hoan lắc lắc đầu nói. Niên đại quá rất xưa, hơn nữa, cũng không có quá mức cặn kẽ ghi lại, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, tựa hồ và ma tộc bên kia có chút liên lạc. Diệp Thần nghe được ma tộc, không khỏi nghĩ tới ma đế rời đi sở ra lời nói. Chẳng lẽ đây cũng là thời cơ? Rất nhanh, hai người liền đi tới sơn động kia trước. Mới vừa đến ngoài động, Diệp Thần và Từ Hoan chính là hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh dị. Trong sơn động này, hiển nhiên không bình thường. Nguyên bản, hẳn tràn ngập tế đàn phong ấn lực bên trong sơn động, lúc này, nhưng tràn ngập một cổ huyết tinh khí, thậm chí cũng trôi dạt đến ngoài động. Rất hiển nhiên, động này bên trong phát sinh biến hóa gì? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng, bách bộ trục điện toàn lực vận chuyển, dưới chân phong thần hoa bộc phát ra một đạo chói mắt thanh quang, cả người hóa thân là sấm sét màu vàng. Liền theo một hồi gió lớn ngay tức thì xông vào bên trong động. Từ Hoan vốn muốn cho Diệp Thần canh giữ ở ngoài động, mình đi vào trước điều tra một phen, thấy vậy không khỏi được sững sốt một chút, mặt lộ một nụ cười khổ, cái này Diệp Thần thật đúng là nóng lòng. Lúc này, vậy không do dự nữa, thi triển thân pháp, theo sát Diệp Thần tiến vào trong động. Hai người đi tới trong động sau đó, lập tức phát hiện bị trói buộc ở trong động Cơ Huyền các người. Cùng với tên kia phong môn cảnh tà dị thanh niên. Từ Hoan nhìn lướt qua vậy tà dị thanh niên, không khỏi sắc mặt trầm xuống, đối phương cũng là một người phong môn cảnh võ giả. Mà Cơ Huyền thấy Diệp Thần và Từ Hoan, chính là sững sốt một chút, theo phía sau lộ vẻ mừng rỡ như điên nói, Diệp Thần. Hắn lập tức công khai, nhất định là Diệp Thần trở lại học viện sau đó, phát hiện mấy người mất tích, cho nên, mang đạo sư tới thăm dò bọn họ tung tích. Cơ Huyền nhìn Diệp Thần, ánh mắt bên trong, tất cả đều là cảm kích cùng ấm áp. Hắn biết,
Diệp Thần có thể nhanh như vậy đi tới nơi này, nhất định là vừa về tới học viện sau liền ngựa không ngừng vó câu lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Diệp Thần nhìn Cơ Huyền vết thương trên mặt miệng, ánh mắt ngay tức thì băng lạnh xuống, nhìn vậy tà dị thanh niên, sát ý phun trào. Mà kỳ quái chính là, vậy tà dị thanh niên xoay người lại, thấy Diệp Thần lúc đó, nhưng cũng là con người co rúc lại, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trên gương mặt, đột nhiên lộ ra lau một cái nghiền ngẫm mỉm cười, nói. Không nghĩ tới, ở chỗ này, lại có thể lần nữa và ngươi gặp mặt, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận. Mấy người nghe vậy, tất cả giật mình. Cái này ma tộc cường giả, lại biết Diệp Thần. Ừ, Diệp Thần trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, cái này tà dị thanh niên tướng mạo, hắn cũng không có ấn tượng à. Nhưng là, đối phương hơi thở, quả thật, để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Bất thình lình, Diệp Thần ánh mắt lóe lên. Vậy ma tộc thấy vậy, cười lạnh nói, xem ra ngươi nhớ ra rồi à, lần trước ở thật vô cùng đảo, bị ngươi trốn, lần này ngươi có thể sẽ không vận tốt như vậy, ta đối với ngươi thân xác, nhưng mà rất khát vọng à. Tên ma tộc này lại là ban đầu ở thật vô cùng trên đảo Diệp Thần đã gặp tên kia ma tộc cường giả phân thân. Hiển nhiên, hắn hiện tại chiếm cứ một người khác võ giả thân thể, hơn nữa còn nghĩ tu vi tăng lên tới phong môn cảnh. Từ Hoan hít sâu một hơi. Đối với Diệp Thần trầm giọng nói, Diệp Thần, một hồi, ta đem hắn ngăn trở, người trước đem Cơ Huyền bọn họ cứu, đưa ra ngoài động. Diệp Thần gật đầu nói, được. Mặc dù, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng không phải là biết bao sợ cái này ma tộc phân thân, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là phải trước bảo đảm Cơ Huyền đám người an toàn. Ngăn trở ta. Vậy ma tộc phân thân có nhiều thú vị nhìn Từ Hoan, nói chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn trở bổn tôn. Cực kỳ buồn cười. Bất quá, các ngươi tới ngược lại là vừa vặn, phong môn cảnh võ giả máu thịt tinh hoa, đối với chủ nhân mà nói, vậy cũng coi là mỹ vị chứ. Từ Hoan nghe vậy, nghiêm túc quát một tiếng nói, nghiệt chướng, nghỉ được ngông cuồng. Dứt lời, cả người hơi thở bùng nổ, phong môn cảnh uy thế hiện ra không thể nghi ngờ, tay hắn lộn một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, trường kiếm kia toàn thân kim quang lóng lánh. Tản ra một cổ thần thánh uy nghiêm hơi thở, lại là một chuôi nửa bước thần khí. Hơn nữa tựa hồ đối với ma sát các loại tà khí, có không nhỏ khắc chế tác dụng. Mặc dù tay cầm cái này phá tà kim kiếm, nhưng là, Từ Hoan đối mặt cái này ma tộc, sắc mặt vẫn cực kỳ ngưng trọng. Đúng như vậy ma tộc nói, hắn tu vi không địch lại đối phương, nhưng là, càng không ổn là Từ Hoan hắn cũng không phải là sở trường chiến đấu võ giả à. Thần hỏa học viện bên trong đạo sư, có phân công, mỗi một người đều có chuyên thiện lãnh vực, mà Từ Hoan chuyên thiện lãnh vực là ở nuôi trồng tất cả loại linh dược bên trên. Có thể nói, đối với chiến đấu là chút nào trợ giúp cũng không có. Mà ma tộc cường giả, mỗi một người đều là lấy chiến lực cường đại mà xưng à. Hắn hiện tại chỉ muốn làm hết sức trì hoãn thời gian, là Diệp Thần tranh thủ cứu ra hình tử đường đám người cơ hội, sau đó... Cùng Diệp Thần bọn họ cũng rời đi sau này, mình lại chờ cơ hội chạy khỏi. Còn như chỗ này phong ấn bị cái này ma tộc phá một chuyện, sau đó mới bẩm minh học viện, Cát Thanh tự nhiên sẽ phái người trước tới xử lý. Đồng thời, Từ Hoan hoàn nhìn một cái huyết sắc kia trận pháp, áp lực lớn hơn mấy phần, tế đàn kia phong ấn, ở màu máu trận pháp tiêu hao hạ, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Nếu như phong ấn phá... Trong đó ma tộc đại năng lấy được tự do lần nữa mà nói, tự mình nói không chừng liền hy vọng chạy trốn cũng không có à. Dẫu sao, như thế cường đại phong môn cảnh ma tộc, đều gọi hô vậy phong ấn ở giữa ma tộc là chủ nhân mà nói, phong ấn bên trong ma tộc, có kinh khủng dường nào có thể tưởng tượng được. Mà lúc này, Diệp Thần vậy đi tới Cơ Huyền trước người, hắn đưa tay một cái, nắm bó buộc Cơ Huyền đen nhánh xiềng xích, cả người bắp thịt gồ lên, chợt vừa phát lực. Đen nhánh kia xiềng xích bị Diệp Thần lực lượng, kéo động được leng keng vang dội cái, nhưng là lại không có gãy. Diệp Thần không khỏi cả kinh. Phải biết, hắn hiện tại nhưng mà có vô cùng là kinh khủng lực lượng à. Dù vậy, cũng không có đem xiềng xích tránh đoạn. Thật là khó có thể tưởng tượng. Mà vậy tà dị thanh niên, thấy vạn ma khóa bị Diệp Thần kéo động, con người chợt co giúp một cái. Đây chính là vạn ma khóa à. Lại. Bị Diệp Thần cái này vận may võ giả kéo động. Vạn ma khóa, danh như ý nghĩa, bị vạn ma khóa khóa lại,
giống như có 10.000 tên ma tộc lực lượng, đem ngươi trói buộc vậy, đừng nói là vận may võ giả, thậm chí một ít phong môn cường giả, bằng vào lực lượng cũng thì không cách nào kéo động à. Bất quá, cái này ma tộc, bắt đầu mắt nhìn xuống Diệp Thần, mở miệng châm chọc nói. Thằng nhóc, chỉ bằng ngươi cũng muốn tháo ra cái này vạn ma khóa. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống bổn tôn trước mặt, cho bổn tôn dập đầu, thể thành tâm ra sức ma tộc, nếu như ta tâm tình tốt nói không chừng, còn có thể đem ngươi giới thiệu cho bổn tôn chủ nhân. Ma tộc khóe miệng nâng lên một tia lạnh như băng nụ cười, hắn đúng là muốn đem Diệp Thần giới thiệu cho chủ nhân, bất quá, chỉ là hắn thân xác mà thôi. Lấy Diệp Thần thân thể tố chất, tuyệt đối, là tuyệt đẹp đồ đựng à. À, Diệp Thần lạnh lùng quét vậy tà dị thanh niên một cái nói, phải không? Vừa nói, tay hắn động một cái, nắm một chuôi đen nhánh trường kiếm. Chính là thú hủ kiếm. Tà dị thanh niên, lại là cười lớn nói. Ngươi lấy là cầm thanh kiếm đi ra, liền có thể thay đổi gì sao? Cho dù cầm kiếm này, ngươi cũng không có phá vỡ vạn ma khóa lực lượng. Nếu như cái này vạn ma khóa, thật là tốt như vậy phá, liền vận may võ giả cũng có thể tùy tiện phá giải nói, vậy cũng sẽ không kêu vạn ma khóa. Lấy Diệp Thần tu vi tuyệt không thể nào đem vạn ma khóa phá hoại, tà dị thanh niên trong lòng tràn đầy tự tin. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt. Cả người bùng nổ kinh thiên sát khí, Từ Hoan và tà dị thanh niên đều là không khỏi được cả kinh. Sát khí này, thật là đáng sợ. Nơi nào giống như là một cái vận may võ giả phát ra. Bất quá, cũng chỉ là cả kinh mà thôi. Tà dị thanh niên trong mắt vẫn là giễu cợt, sát khí rất mạnh, nhưng là, sát khí cuối cùng không phải trực tiếp lực lượng. Cùng người giao thủ, có thể sẽ đưa đến áp chế tác dụng, nhưng là, đối mặt cái này vạn ma khóa đâu. Vạn ma khóa, có thể sẽ không bị sát khí nơi dung chuyển. Cơ Huyền cũng là sắc mặt khẩn trương, hắn biết cái này vạn ma khóa trói buộc lực cực mạnh. Diệp Thần chậm rãi chuyển động thú hủ kiếm, trong thoáng chốc, hang động bên trong linh lực chấn động, không gian hí, vạn vật run rẩy, một đạo kiếm quang, tựa như chảm phá thương khung hạ xuống, chớp mắt rồi biến mất. Chảm thiên nhất kiếm ra. Từ Hoan và tà dị thanh niên, sắc mặt chợt biến đổi. Một kiếm này lại đồng thời để cho bọn họ cảm thấy vẻ nguy hiểm hơi thở. Bất quá, tà dị thanh niên trên gương mặt, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Cơ Huyền trên người vạn ma khóa, chỉ gặp vậy vạn ma khóa lại thật hoàn hảo không tổn hao gì. Tà dị thanh niên sắc mặt, lần nữa bình tĩnh lại, kiếm pháp này mặc dù quỷ dị, nhưng là cũng không quá như vậy thôi. Mới vừa rồi cảm giác nguy hiểm, hẳn chỉ là cảm giác đi. Dẫu sao cái này trẻ tuổi như vậy tiểu tử làm sao có thể để cho hắn cảm thấy nguy hiểm đâu. Tà dị thanh niên mở miệng lần nữa giễu cợt nói, hiện tại, ngươi hiểu chưa? Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Cơ Huyền, Hình Tử Đường, Tạ Bình Bình cùng trên người vạn ma khóa lại là đồng thời, phát ra tiếp liền không ngừng rắc rắc tiếng, phảng phất có cái gì đang nhanh chóng vỡ vụn. Một khắc sau, vậy năm đạo hiệu gọi vô cùng bền bỉ vạn ma khóa. Toàn bộ ở ma tộc thanh niên không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói nổ bể. Diệp Thần thân hình động một cái, đem năm người thân thể, cũng nhận được trong tay, hơi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn vậy ma tộc, nhàn nhạt nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cái này vạn ma khóa rất khó phá sao? Cái gọi là vạn ma lực, ở ta xem ra, làm sao không chịu được như vậy nhất kích? Ma tộc thanh niên nghe vậy, cả người ma văn cuồng tránh, cặp mắt đỏ tươi. Mạch máu nhảy lên, ngay tức thì bị giận đốt lửa. Tự tìm cái chết. Vừa nói, vậy ma tộc thanh niên khoát tay, một đạo ô quang ở trong tay ngưng tụ, vô biên ma khí tràn ngập ở trên không khí bên trong, thì phải hướng về phía Diệp Thần ra tay. Từ Hoan sắc mặt trầm xuống, chợt quát lên, nghiệt chướng, người đối thủ là ta. Vừa nói, cũng là linh lực bùng nổ, hội tụ ở trong tay vàng rực trường kiếm bên trong, trên trường kiếm. Một đạo tràn đầy thần thánh hơi thở kim quang bay lên, hóa thành một đạo dáng vóc to kiếm quang hướng ma tộc thanh niên quét tới. Diệp Thần nhìn lướt qua Từ Hoan và ma tộc thanh niên, không có làm nhiều dừng lại, mà là lập tức mang Cơ Huyền các người xuất động rời đi, hướng Trục Phong Ưng chỗ ở vị trí cấp tốc chạy. Cùng lúc đó, sau lưng hang động bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên vang lớn, toàn bộ rừng thiên cực đều là một hồi đung đưa. Vô số yêu thú ở một kích này uy thế dưới, phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ.
hang động bên trong, vậy ma tộc thanh niên, nắm chặt một đạo kiếm quang màu vàng, hướng về phía Tử Hoan cười lạnh nói. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, nếu ngươi muốn cho mấy tiểu tử kia chạy trốn, như vậy, ngươi liền lưu lại thay thế bọn họ. Tử Hoan sắc mặt trầm ngưng được tựa như đều phải nặn ra nước, thậm chí trong mắt chỗ sâu, hoàn lóe lên một chút sợ hãi. Mới vừa rồi, nhưng mà hắn có thể vận dụng một kích mạnh nhất liền à. Hơn nữa, vẫn là sử dụng khắc chế đối phương lực lượng, kết quả thế nào? Liền bị cái này ma tộc, như vậy hời hợt tiếp nhận. Cái này thuyết minh, Tử Hoan cùng đối phương thực lực sai biệt, quá lớn. Mà đứng ở trước người hắn, lại là lấy là máu và tàn bạo nổi danh ma tộc à. Loài người võ giả, ở trong mắt bọn họ, thật là liền cùng gia súc thức ăn không có khác biệt. Đối mặt như vậy đối thủ, Tử Hoan làm sao có thể không sợ. Hắn thậm chí cũng muốn trực tiếp xoay người mà chạy. Nhưng là, nghĩ đến Diệp Thần bọn họ hiện tại hẳn còn không có chân chính chạy ra khỏi rừng thiên cực, Tử Hoan vẫn là miễn cưỡng để cho mình trấn định lại, hắn nhất định phải ngăn trở cái này ma tộc, là Diệp Thần bọn họ, tranh thủ đầy đủ thời gian. Coi như hắn hiện tại xoay người bỏ chạy, cũng bất quá là cầm cái này ma tộc dẫn hướng Diệp Thần các người thôi. Tử Hoan trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn có thể không có lòng tin ở phương diện tốc độ thắng được đối phương. Tình hình bây giờ, chỉ có một chữ, chiến. Chỉ có đang chiến đấu hướng về phía ma tộc tạo thành tổn thương, hắn Tử Hoan mới có thể có cơ hội chạy thoát thân à. Nếu không, hắn kết quả tất nhiên sẽ vô cùng là thê thảm. Đáng chết ma tộc, ăn ta một kiếm. Tử Hoan gầm thét một tiếng, trong tay vàng rực trường kiếm cử động nữa, cả người lực lượng bùng nổ, lại là chém ra tuyệt mạnh một kiếm. Kiếm mang lại xuất hiện, kim quang triệt. Nhưng mà, vậy tà dị thanh niên thấy vậy, trong mắt khinh thường, nhưng càng đậm một phần, cười lạnh nói. Chút tài mọn, ngoan ngoãn trở thành chủ nhân ta thịt máu đi, đối với ngươi loại rác dưới này mà nói, căn bản, không có giá trị sống tiếp. Dứt lời, trong tay ô mang điên cuồng chớp động, hóa là một con ma khí bàn tay, hung hãn hướng vậy kiếm quang màu vàng bắt đi. Ầm một tiếng vang thật lớn sau đó. Vậy kiếm quang màu vàng, lại là một tấc tấc, bị đen nhánh kia ma chảo dần dần bắt nứt ra, bóp nát. Tử Hoan nhìn vậy kiếm quang màu vàng bể tan tành, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thậm chí thân thể đều bắt đầu khẽ run, ánh mắt bên trong, là tuyệt vọng. Mạnh, quá mạnh mẽ, cái này ma tộc, thật là cường hãn đến chấn động tùng à. Tử Hoan hắn mặc dù không phải là sở trường chiến đấu phong môn cảnh võ giả. Nhưng là có thể ở thần hỏa học viện bên trong trở thành đạo sư, hắn năng lực chiến đấu, cũng là không kém gì vậy phong môn cường giả. Thậm chí, hoàn hơi mạnh. Có thể hiện tại, tay hắn cầm một chuôi khắc chế ma tộc nửa bước thần khí, lại bị vậy tà dị thanh niên triệt để áp chế. Mình mạnh nhất thủ đoạn, ở trước mặt đối phương, thật sự là không chịu nổi một kích à. Tà dị thanh niên, nhìn Tử Hoan sợ hãi hình dáng, tựa hồ vô cùng là hài lòng. Cười lạnh nói. Làm sao, mới vừa rồi, không phải rất phách lối sao? Một kiếm chém tới, không phải rất quả quyết sao? Không phải còn nói ngươi là ta đối thủ sao? Hiện tại, làm sao sợ hãi? Làm sao, đứt đoạn tiếp theo xuất kiếm? Ngươi tu vi, ở loài người võ giả bên trong, coi như có thể, vừa vặn ta chủ nhân hoàn thiếu thiếu một cái thân thể, như thế nào, ngươi nếu là nguyện ý thần phục với ta? Đem thân xác cống hiến cho chủ nhân, nói không chừng chủ nhân nguyện ý tha ngươi một mạng. Hơn nữa, ngươi hoàn sẽ có được ma hóa lực lượng, thực lực bạo tăng. Vậy cường đại, xa xa không phải bây giờ ngươi, có thể tưởng tượng. Mà Tử Hoan nghe vậy sau đó, lại là, có trong nháy mắt do dự. Hắn vốn là chỉ là ở thần hỏa học viện nhậm chức mà thôi, căn bản không cần thiết vì thế phối hợp tánh mạng. Nếu như cùng cái này ma tộc cường giả đối nghịch. Thế không theo, mình cuối cùng chỉ có thể là đạt được một cái hồn phi phách tán kết quả. Dẫu sao, mình thực lực xa xa không bằng cái này ma tộc. Chẳng lẽ, lựa chọn khuất phục, hoàn có thể so với hồn phi phách tán kết quả, thảm hại hơn sao? Mà cùng lúc đó, Diệp Thần, đã mang Cơ Huyền các người, đi tới Trục Phong Ưng chỗ. Ngay tại lúc này, mà đế thanh âm chậm rãi vang lên, xem ra ta dự liệu không sai. Vậy trong động tế đàn chính là ta thời cơ. Ngươi để cho những người khác rời đi, mình tiến vào trong đó.
Tế đàn kia phong ấn một tôn đại ma, nếu là lấy này làm chất dẫn, ta khôi phục trạng thái tột cùng thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Xem ra, trời muốn giúp ta giúp một tay. Diệp thần con ngươi trầm xuống, rõ ràng liền ma đế ý nghĩa, cũng đem cơ huyền các người toàn bộ bỏ vào trục phong ưng trên lưng, hơn nữa, đem mọi người toàn bộ tỉnh lại, đồng thời đem từng viên lẫn vào mình huyết dịch thánh dược, này bọn họ ăn vào khôi phục thương thế. Cái này ma tộc, sử dụng một loại thần hồn giam cầm thuật, đối với bây giờ Diệp thần mà nói, muốn phá giải, thật là dễ như trở bàn tay. Tạ Bình Bình Nga Mi nhíu một cái, mặt đẹp bên trên hiện lên một vẻ hoảng sợ, chợt mở hai mắt ra, thét to, Diệp thần. Nàng đối mặt vậy phong môn cảnh ma tộc, tự biết không có hy vọng chạy thoát, ở bị đánh bại trước một khắc cuối cùng, nàng nghĩ tới nhưng là Diệp thần. Có thể làm nàng thấy rõ ràng trước người nam tử lúc đó, nhưng là ngây ngẩn, cứ như vậy si ngốc nhìn trước mắt nam tử, lẩm bẩm nói ta, đây là đang nằm mơ sao. Vẫn là nói, nơi này là thiên đường đâu. Diệp thần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói với mấy người, đây là học viện trục phong ưng, chui tốc cực nhanh, nó sẽ mang các ngươi trở lại thần hỏa học viện, trên đường hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Mấy người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, Diệp thần đây là ý gì? Chẳng lẽ, hắn không theo mình cùng đi sao? Hình tử đường không khỏi hỏi, Diệp thần, vậy ngươi đâu? Ngươi làm thế nào? Diệp thần trong con ngươi hàn mang chớp mắt nói, ta nhất định phải đi vào. Có một số việc ta phải giải quyết. Coi như không có ma đế phân phó, làm thương tổn bạn hắn người, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, huống chi hắn và cái này ma tộc cường giả còn có một khoản nợ cũ có thể coi là. Lúc ấy ở thật vô cùng trên đảo, hắn tựa hồ muốn chiếm cứ mình thân thể. Diệp thần, đối với người muốn giết mình, nhưng mà thù dai rất. Cái gì? Chấm hỏi. Hình tử đường mấy người nghe vậy, nhưng là kinh hãi, không dám tin tưởng. Diệp thần, mới vừa nói cái gì? Hắn phải đi khoảnh khắc ma tộc. Đây chính là phong môn cảnh ma tộc à. Bọn họ biết Diệp thần rất mạnh, thực lực đặc biệt khủng bố, tư chất nghịch thiên cực kỳ, có thể nói linh võ thứ nhất yêu nghiệt. Từ Diệp thần tại học viện khiêu chiến bên trong, đối chiến Chu Thuần nơi triển hiện thực lực tới xem, Diệp thần hẳn có thể chiến nửa bước phong môn. Ở Diệp thần cái tuổi này, đến gần nửa bước phong môn thực lực, vẫn là vận may tu vi, có thể nói, trình độ cao nhất chấn động tùng. Nhưng là, dù vậy, hắn và phong môn cảnh chênh lệch, vẫn là, quá khổng lồ à. Hoàn toàn là hai tầng thứ. Trừ phi những cái kia siêu cấp nghịch thiên cao cấp tinh khiếu thiên tài, mới có thể cùng phong môn cảnh võ giả đánh một trận. Hắn nói phải đi giết cái đó ma tộc, thật là ở tự sát à. Cơ huyền lấy là Diệp thần là bởi vì là thật lực bạo tăng, cho nên tạm thời bây giờ bành trướng, kiêu ngạo, có chút không phân rõ thực lực chênh lệch. Hắn cấp vội vàng khuyên nhủ, Diệp thần, không nên vọng động, vậy ma tộc nhưng là chân chính phong môn cảnh à, thực lực có thể vẫn còn ở vậy phong môn cường giả trên, ta biết ngươi rất nghịch thiên, nhưng là phong môn cảnh chiến đấu, vẫn là giao cho tên đạo sư kia đi. Như vậy mới tương đối ổn thỏa, thần hỏa học viện đạo sư đều rất mạnh. Mới có thể giết chết tên kia ma tộc. Chúng ta còn chưa phải đi làm trở ngại hắn cho thỏa đáng. Mấy người còn lại, vậy gật đầu liên tục. Nhưng mà, Diệp thần, nhưng là lắc đầu một cái. Hắn nhàn nhạt nói, từ đạo sư, cũng không phải là chủ tu chiến đấu đạo sư, thực lực mặc dù so vậy phong môn cảnh võ giả mạnh một ít, nhưng cũng sẽ không mạnh quá nhiều, theo ta xem ra, hắn cũng không phải là tên kia ma tộc đối thủ. Coi như vì cứu hắn. Ta cũng phải trở về. Cái gì? Nghe được Diệp thần lời nói này, cơ huyền các người, chính là hoàn toàn thử ra. Diệp thần, nào có phân không phân biệt rõ thực lực đối phương dáng vẻ. Thật là, so bọn họ xem được, đều phải thấu triệt à. Nhưng mà, bọn họ đối với Diệp thần mà nói, nhưng càng không cách nào hiểu. Đi cứu đạo sư. Tạo hóa cảnh học sinh, đi cứu phong môn cảnh đạo sư. Thật là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng à. Bọn họ biết, Diệp thần nói như vậy ý nghĩa là mình có phong môn cảnh thực lực à. Làm sao có thể? Mà vào lúc này, hàng bên trong, tà dị thanh niên thấy Từ Hoan trong mắt, lóe lên vẻ do dự, không khỏi trên mặt thoáng qua giễu cợt, bất quá, nhưng giọng hơn nữa ôn hòa đối với Từ Hoan khuyên nhủ. Ngươi yên tâm,
Chúng ta ma tộc đối với trung thành người, là đặc biệt thân thiết, hiện tại ngươi chỉ cần đối với chúng ta ma tộc tỏ rõ trung thành là được. Từ Hoan một bên ngưng thần đề phòng cái này ma tộc, một bên cau mày hỏi, tỏ rõ trung thành. Có ý gì? Vậy ma tộc trên gương mặt thoáng qua một tia cân nhắc nụ cười nói, tỏ rõ trung thành, tự nhiên ngươi đại biểu chỉ đối với ta ma tộc thành tâm ra sức, lại nữa đứng ở thần hỏa học viện lập trường lên hành sự. Rất đơn giản, ngươi hiện tại đưa tin cho mới vừa rồi mấy tiểu tử kia, theo bọn họ nói, ngươi cùng ta chiến đấu thắng, nhưng là ngươi hiện tại người bị thương nặng, cần bọn họ trở lại đón ngươi rời đi, mau sớm chạy trở về chữa thương, như thế nào? Chuyện này, đối với ngươi mà nói là dễ như trở bàn tay chứ? Từ Hoan nghe vậy, sắc mặt chợt một trắng, đây là muốn hắn lừa dối Diệp Thần các người trước đi tìm cái chết à? Vì mình còn sống, lại muốn hướng ma tộc cúi đầu, còn muốn lợi dụng học sinh đối với mình tín nhiệm, cầm bọn họ lừa gạt đi tìm cái chết. Từ Hoan ánh mắt run rẩy, trên mặt, hiện ra vô cùng là dẫy dụa thần sắc. Ma tộc thanh niên, lạnh lùng nhìn hắn, nghiêm túc quát một tiếng nói. Chẳng lẽ, ngươi muốn chết phải không? Ngươi phải biết, chủ nhân tỉnh lại, nếu là không có thịt máu hưởng dụng nói, ngươi chính là máu hắn thực. Nếu như tên này, thật như vậy nghe lời, thật như vậy hèn hạ nói, hắn nói không chừng, thật có thể lưu lại người này một cái mạng, bất quá tự nhiên muốn chồng ma chồng, để cho hắn đối với mình và chủ nhân mệnh lệnh, nói gì nghe nấy. Dẫu sao, có lúc, vẫn là có cần thiết nuôi một cái chó giỏi, có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái. Nhưng là, Từ Hoan nếu có từng tia mâu thuẫn, ta dị thanh niên liền sẽ không chút do dự giết chết hắn. Bởi vì chó trọng yếu nhất chính là nghe lời. Không nghe lời chó, giữ lại, có ích lợi gì? Từ Hoan cả người run lên, rốt cuộc, vẫn là chậm rãi lấy ra một khối đưa tin ngọc phù. Ma tộc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nếu là thật có thể đem Diệp Thần lừa gạt trở về, vậy thì quá tốt à. Không chỉ có thể đem cái đó phách lối loài người thật tốt chăm sóc huấn luyện một phen, hoàn có thể được hắn thân xác. Đây chính là gần như hoàn mỹ, tư chất siêu tuyệt cao cấp thân xác à. Cho dù là xem hắn như vậy, bản thể vô cùng cường đại ma tộc, đều có chút hâm mộ. Thấy Từ Hoan lằng nhằng dáng vẻ, ta dị thanh niên thúc giục, nhanh lên một chút. Ngươi biết chúng ta ma tộc vậy không việc gì kiên nhẫn. Từ Hoan nhìn trong tay đưa tin ngọc phù, hít sâu một hơi, trên mặt, rốt cuộc lóe lên một tia kiên quyết vẻ. Người không vì mình trời tru đất diệt. Hắn trong lòng ngầm nói, Diệp Thần không nên trách ta, ta cái này cũng là vì sống được, bị bất đắc dĩ, hiện tại cố không được nhiều như vậy. Lúc này, hắn hướng đưa tin ngọc phù bên trong, rót vào một tia linh lực. Mà lúc này, Diệp Thần thần sắc động một cái, lộn một cái tay, lấy ra mang theo người ngọc phù, trong đó, truyền ra Từ Hoan yếu ớt thanh âm nói, Diệp Thần, vậy ma tộc cường giả đã bị ta giết chết, nhưng mà ta người cũng bị thương nặng, có thể tới hay không mang ta về học viện chữa thương. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, mơ hồ cảm thấy một tia quái dị, căn cứ hắn phán đoán, Từ Hoan hẳn không phải là vậy ma tộc đối thủ à. Làm sao, ngược lại thủ thắng. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn vốn là vậy quyết định, muốn trở lại hang. Lúc này đáp, được, ta lập tức tới ngay. Hình tử đường các người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nếu như vậy tà dị thanh niên đã bị Từ Hoan thu thập hết, vậy Diệp Thần dĩ nhiên là không gặp nguy hiểm. Có thể Cơ Huyền nhưng là mặt lộ trầm ngưng vẻ, hắn biết ma tộc gần đây lấy sinh mệnh lực cường đại nổi danh, lấy Từ Hoan thực lực thật có thể nhanh như vậy giải quyết đối thủ sao? Nếu là có thể nhanh như vậy đem ma tộc đối thủ tiêu diệt, thông thường mà nói đều là nghiền ép đối phương dưới tình huống, có thể nếu là nghiền ép, như vậy, Từ Hoan làm sao sẽ người bị trọng thương đâu? Chuyện này lộ vẻ được có chút kỳ hoặc. Hoặc là Từ Hoan có cái gì vô cùng lợi hại hậu thủ, thừa dịp ma tộc chưa chuẩn bị, đem giết chết. Hoặc là, lúc này, hắn trầm giọng đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, sự việc, thật giống như không đơn giản. Mọi người nghe vậy sững sốt một chút, không đơn giản. Cơ Huyền nói lời này, là ý gì? Diệp Thần gật đầu một cái, bất quá nhưng không có quá để ý, hắn dĩ nhiên biết sự việc có thể có vấn đề, nhưng là có vấn đề thì thế nào đâu. Lấy hắn bây giờ thực lực, hơn nữa ma đế và phong thanh dương, hắn có tự tin cho dù là Từ Hoan và ma tộc liên thủ hắn cũng có thể chiến thắng.
Bất quá, hình tử đường các người nghe được Cơ Huyền theo như lời, lúc này nhảy xuống Trục Phong Ưng, đối với Diệp Thần nghiêm túc nói, Diệp Thần, chúng ta và ngươi cùng đi. Diệp Thần nhìn cái này mấy anh bạn, mỉm cười lắc đầu nói. Tin tưởng ta, ta nếu là không có chắc chắn là sẽ không như thế đi, các người mấy người trước ngồi Trục Phong Ưng đi học viện, dẫu sao, trên người các ngươi tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn tốt, cần đến bên trong học viện, tiếp nhận đạo sư chữa trị, nếu không, có thể sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Hắn biết hình tử đường các người là có thể vì mình giao ra tánh mạng bằng hữu, vậy chính vì vậy, hắn càng không hy vọng để cho bọn họ lấy thân phạm hiểm. Hình tử đường các người hai mắt nhìn nhau một cái, còn muốn nói gì, có thể Cơ Huyền lại đột nhiên đưa tay, ngăn cản bọn họ, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói. Chúng ta đã bị vây đã mấy ngày, cũng không kém như thế một lát, Diệp Thần, ta biết lấy thực lực của chúng ta bây giờ, cho dù đi hang, cũng chỉ có thể trở thành ngươi phiền toái. Nhưng là, muốn chúng ta như thế rời đi vậy là không thể nào. Chúng ta mấy người ở nơi này chờ ngươi, nếu như tên đạo sư kia thật bị thương cũng tốt cùng nhau ngồi Trục Phong Ưng rời đi. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái nói, được rồi, vậy các ngươi ở nơi này chờ ta, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là bố trí cái kế tiếp trận pháp đi. Dứt lời, liền hướng hang đi. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thần bước chân liền dừng lại. Bởi vì lo lắng hình tử đường các người, hắn không có lưu ý và hắn cùng đi Kỳ Lâm. Hiện tại Kỳ Lâm đi nơi nào? Tựa hồ đến nơi này, đã không thấy tăm hơi. Các ngươi có thể thấy một cái theo ta cùng đi bé gái. Diệp Thần hỏi. Ngay tại lúc này, một mực không mở miệng Thiên Linh đột nhiên nói, mới vừa rồi ngươi xông vào thời điểm, ta hình như là thấy một cái bé gái đi theo sau lưng ngươi, bất quá ở ngươi chặt đứt thiên ma khóa thời điểm. Thật giống như đi tế đàn. Chắc còn ở bên trong. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vội vàng vọt vào. Mà lúc này, hàng bên trong, tà dị thanh niên nhìn Từ Hoan trong ánh mắt, mặc dù tất cả đều là khinh bỉ và đùa cợt, nhưng là hắn vẫn là vui vẻ cười to trước đưa tay đánh chụp Từ Hoan bả vai nói. Làm rất khá, ha ha ha, người lựa chọn là sẽ không sai, xem người người như vậy có tư cách trở thành chúng ta ma tộc bộ hạ. Bộ hạ. Từ Hoan mặt lộ tự giễu vẻ, cái gì bộ hạ? Phải nói, là ma tộc chó chứ. Hắn biết, cái này ma tộc căn bản là đang chơi làm mình cuối cùng, có lẽ vẫn chỉ là rơi được cái bị ma tộc cắn nuốt kết quả mà thôi, nhưng là hắn có nơi lựa chọn sao? Quả thật, hắn rất sợ chết, nhưng là sợ chết có sai sao? Diệp Thần thân hình chuyển động dưới, rất nhanh, liền đi tới hang ra, làm hắn tiến vào hang lúc đó. Thấy được cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn Từ Hoan, cùng với dù bận vẫn nhàn đứng ở một bên, cười lạnh nhìn mình tà dị thanh niên. Tà dị thanh niên vốn cho là, Diệp Thần thấy mình sẽ kinh hoàng, thấy Từ Hoan sẽ tức giận, sẽ tức miệng mắng to đối phương lừa gạt mình, sẽ không để ý hết thảy chạy trốn. Nhưng là, để cho hắn có chút bất ngờ chính là, Diệp Thần sắc mặt, nhưng thủy chung bình tĩnh được tựa như đã sớm liệu được hết thảy các thứ này vậy. Thật liệu được hết thảy các thứ này, Diệp Thần, còn sẽ xuất hiện ở nơi này sao? Đồng thời đối mặt hai người phong môn tồn tại. Trừ phi Diệp Thần là đầu óc có vấn đề, tự đại đến mất lý trí, hoặc là một lòng tìm chết, mới sẽ làm ra loại chuyện này chứ. Cho nên, Diệp Thần căn bản không có thể ngờ tới. Diệp Thần, chẳng qua là ở gắn mà thôi. Diệp Thần ánh mắt từ trong đám người quét qua, cuối cùng rơi xuống trên tế đàn. Trong bóng tối, một cái bé gái đi ra. Diệp Thần, cái này hai người thật không biết xấu hổ, mới vừa rồi lại có thể ở bên trong thương thảo đối phó ngươi. Ta trước đối với lão băng tiền bối nói qua thần hỏa học viện chính là rác dưới, quả nhiên như vậy. Kỳ Lâm không sợ hãi chút nào đi tới Diệp Thần bên người. Nghe được câu này, Từ Hoan sắc mặt càng ngày càng đỏ. Hắn ích kỷ, lại bị một cái bé gái như vậy lời nói. Tà dị thanh niên diễn cảm có chút động lại, hắn tu vi lại từ đầu tới cuối không phát hiện cái này bé gái. Làm sao có thể? Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, lạnh lùng cười nói, Diệp Thần, xem ra ngươi nhiều một người giúp. Ngươi cảm thấy cái này nhóc con có thể giúp ngươi cái gì? Diệp Thần kéo Kỳ Lâm tay, nhàn nhạt nhìn thanh niên, mở miệng nói, ngươi sẽ không lấy là, ta là bị liền lừa gạt rơi vào ngươi vòng bộ, mới hồi tới nơi này chứ. Từ Hoan nghe vậy sững sốt một chút, Diệp Thần có ý gì,
Chẳng lẽ, hắn đã biết mình đưa tin có vấn đề? Có thể đã như vậy, Diệp Thần tại sao còn muốn trở về đâu? Ha ha ha, Tà Dị thanh niên cười như điên, nói, à, nguyên lai ngươi không phải bị lừa à? Xin lỗi, là ta đánh giá thấp ngươi, như vậy, Diệp Thiên mới ngươi ngược lại là nói cho ta, ngươi tại sao còn muốn về tới đây đâu? Diệp Thần không trả lời Tà Dị thanh niên vấn đề, mà là nhàn nhạt nói, bạn ta tổn thương, là ngươi đánh sao? Tà Dị thanh niên nghe vậy sững sốt một chút, Diệp Thần đến hiện tại, còn hỏi cái này. Hắn sẽ không suy nghĩ, là bạn mình trả thù chứ? Tà Dị thanh niên khuôn mặt, đều phải vặn vẹo. Hắn cố nén cười nói, không sai, là ta, thế nào? Ngươi chẳng lẽ, muốn đánh trở về không được, không nghĩ tới, Diệp Thiên mới còn như vậy trọng tình trọng nghĩa à? Từ Hoan, ngươi bội phục sao? Từ Hoan tâm tình phức tạp, trong lòng cũng thầm mắng Diệp Thần ngu xuẩn, nếu như Diệp Thần thật biết mình đang nói dối, vậy tại sao còn muốn trở về à? Nhưng là, vào giờ phút này, hắn cũng không dám lộ ra mình tâm trạng, đành phải cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Thần nhàn nhạt quét Từ Hoan một mắt, trong ánh mắt tựa hồ có thất vọng. Sau đó, Diệp Thần tầm mắt rơi vào Tà Dị thanh niên trên mình, trong mắt, không có sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói, người nói không sai, ta chính là tới đánh trở về. Tà Dị thanh niên và Từ Hoan nghe vậy, đều là sững sốt một chút. Diệp Thần nói như đinh chém sắt, lại thật giống như thật thì cho là như vậy vậy. Hiện tại, liền liền Tà Dị thanh niên, nhìn Diệp Thần ánh mắt, cũng thay đổi được quái dị. Hắn nguyên vốn cho là, Diệp Thần là ở gắn, bây giờ nhìn lại. Diệp Thần, là đầu óc thật không tốt à? Từ Hoan vậy lắc đầu một cái, than thở một tiếng, hắn biết Diệp Thần rất mạnh, rất nghịch thiên, nhưng là, cũng có chút quá bành trướng. Tà Dị thanh niên cân nhắc nhìn Từ Hoan, cười nói, Từ Hoan, xem Diệp công tử, như thế kinh khủng thiên tài, ta không dám cùng hắn chiến đấu, liền giao cho ngươi, như thế nào? Ngươi phải biết, đây chính là một cái người bày tỏ lòng trung thành, biểu thị thực lực thật tốt cơ hội, chúng ta ma tộc, không cần liền vận may võ giả, đều không cách nào chiến thắng rác rưởi, ngươi biết chưa? Nhìn học viện đạo sư và học sinh chém giết lẫn nhau, tự nhiên so hắn tự mình ra tay, thú vị nhiều. Từ Hoan diễn cảm vùng vẫy, thống khổ, trầm mặc hồi lâu sau, rốt cuộc vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thần, đáp, ta hiểu ý. Hắn nhìn về phía Diệp Thần cặp mắt bên trong, lạnh như băng một phiến. Từ Hoan lạnh lùng nhìn Diệp Thần, cổ tay lộn một cái, nắm trường kiếm, sát ý phóng thích. Hắn hờ hững nói, Diệp Thần, ta biết, ngươi rất mạnh, rất nghịch thiên, nhưng là, ngươi có phải hay không có chút tự cho là. Quả thật, đem ngươi tới khẳng định không phải phong môn có thể so sánh cường giả, nhưng là, ngươi phải biết, ngươi hiện tại, còn chưa trưởng thành, bây giờ ngươi vẫn không thể quá kiêu ngạo, quá coi trời bằng vung, biết không? Ngươi lấy là, ngươi có đối kháng chu thuần thực lực, liền đến gần phong môn cường giả. Liền có thể vào phong môn cường giả bình cùng đứng. Ngươi quá rốt nát, phong môn cường giả và nửa bước phong môn chênh lệch, ngươi không cách nào tưởng tượng, phong môn tồn tại, tuyệt không phải ngươi có thể khinh thị đối tượng. Hiện tại ngươi thì phải vì ngươi rốt nát trả giá thật lớn. Diệp Thần yên lặng chốc lát, nhàn nhạt mở miệng nói, Từ đạo sư, ta sẽ gọi ngươi một câu Từ đạo sư, ngươi thật, sẽ đối ta xuất thủ không? Tà Dị thanh niên nghe vậy, trong mắt khinh miệt, đậm đà được đều phải dòng nước chảy ra. Diệp Thần không phải mới vừa vẫn còn ở đây, một mực ở phách lối sao? Không phải, một bộ không sợ chết dáng vẻ sao? Đến hiện tại, muốn bắt đầu chiến đấu, liền kinh sợ. Liền cầu xin tha thứ. Liền không muốn để cho đối phương ra tay. Cái này, mới là hắn muốn thấy à? Nói không chừng, chờ một chút Diệp Thần sẽ thật xem con chó như nhau, quỳ xuống đất, cầu xin hắn và Từ Hoan thả qua mình. Xuất sắc. Quá đặc sắc. Từ Hoan lắc lắc đầu nói, Diệp Thần, bây giờ hối hận, đã quá muộn, không nên trách ta, ta cũng là vì sinh tồn. Muốn trách, thì trách người thực lực mình không đủ đi. Vừa nói, Từ Hoan trường kiếm trong tay điệu múa, phong môn cảnh tầng 2 thiên uy thế không giữ lại chút nào khơi thông ra, liền muốn ra tay. Tà Dị thanh niên, nhưng là nhàn nhạt nói, không nên giết liền hắn, ta xem chặt đứt tứ chi là được rồi. Diệp Thần thân thể,
đối với hắn vẫn là hữu dụng. Từ Hoan gật đầu một cái, kiếm chỉ Diệp Thần. Trong nháy mắt, trên trường kiếm, ánh sáng lạnh lẽo bạo tránh, hư không chấn động, kiếm ý kích động. Vô số hàn mang, từ vậy trên trường kiếm, bộc phát ra, mất đi không khí, hội tụ thành một đạo dáng vóc to kiếm quang, giống như cầu vòng phá ngày, hướng Diệp Thần lướt đi. Một kiếm một thế giới, một kiếm này, tựa như có thể khai thiên tích địa vậy. Một kiếm này, Từ Hoan không chút nào nương tay. Đem phong môn cảnh tầng 2 thiên thực lực, hoàn toàn hiện ra. Có thể nói khủng bố. Từ Hoan và Tà Dị thanh niên, cũng lấy là Diệp Thần sẽ run rẩy, sẽ tuyệt vọng, sẽ ở đây một kiếm trước mặt, điên cuồng né tránh. Nhưng là, Diệp Thần nhưng là động cũng không động, đứng tại chỗ, đối mặt đây tuyệt mạnh một kiếm, sắc mặt rửng rưng, nói nhỏ, thực lực sao? Ta hiểu. Tà Dị thanh niên, lộ ra không thú vị vẻ, hắn muốn xem Diệp Thần vùng vẫy, cầu xin tha thứ, mà không phải là cứ như vậy tuyệt vọng chờ chết. Mà Từ Hoan, cũng là ánh mắt ảm đạm, một đời thiên tài, thì phải như thế bỏ mạng ở trong tay hắn. Một khắc sau, Diệp Thần động. Trong tay hắn, nhiều hơn một thanh trường kiếm, đen nhánh trường kiếm. Trường kiếm cực nhanh chém một cái, kiếm quang hiện, phảng phất phá vỡ hư không sao rơi. Vốn là, Từ Hoan chém tới một kiếm, có thể nói khai thiên tích địa, tuyệt thế tươi đẹp một kiếm. Nhưng là, Diệp Thần một kiếm này, nhưng là diệt thế một kiếm. Vô hình bên trong, tựa như vang lên thần ma nói nhỏ, tuyên cáo ngăn ở Diệp Thần trảm thiên nhất kiếm hết thảy trước mặt, đều đưa quy về hư không. Vậy khai thiên ích địa một kiếm, giống như vậy. Kiếm quang lóng lánh, kiếm quang nghiền. Mà một kiếm này, mất đi liền Từ Hoan kiếm mang sau đó, nhưng vẫn không có chút nào dừng lại, hướng Từ Hoan, điên cuồng chém tới. Không, nguyên bản, sắc mặt lãnh đạm Từ Hoan, lúc này trong mắt nhưng là một phiến kinh hoàng. Hắn không để ý tới rõ ràng, mới vừa mới phát hiện cái gì, hắn chỉ biết là, tự đối mặt cái này cực nhanh kiếm quang, linh hồn, đều bắt đầu run rẩy. Đó là, không có gì sánh kịp rung động cùng khủng bố. Trong một cái chớp mắt này, Từ Hoan cảm giác, coi như mình là thần, vậy sẽ mất đi ở dưới một kiếm này à? Hắn liều mạng toàn lực, kích hoạt phòng ngự pháp khí. Ngay tại một hồi ánh sáng tím sáng lên ngay tức thì, ầm một tiếng vang thật lớn, Từ Hoan hoàn toàn bị kiếm quang chìm ngập. Động đất đáng, rừng thiên cực bên trong, lại là truyền tới lũ dã thú hoảng sợ gầm thét, toàn bộ hang cũng xu hướng tại hỏng mất. Cơ Huyền các người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấu, trong mắt đối phương vẻ lo âu. Diệp Thần bên kia hiển nhiên xảy ra chuyện. Nếu như ma tộc thật đã chết rồi, chỉ phải dẫn Từ Hoan trở về, lại tại sao có thể có như vậy động tĩnh? Tạ Bình Bình lại là không nhịn được hô lớn, ta phải đi xem Diệp Thần. Nói xong, thì phải đi hang phương hướng đi. Cơ Huyền vội vàng đem nàng ngăn lại, khuyên can. Bình Bình, Diệp Thần để cho chúng ta chờ ở chỗ này, chúng ta nên chờ ở chỗ này, ta biết ngươi lo lắng hắn, mọi người chúng ta, đều lo lắng hắn, nhưng là, ngươi hẳn biết, chúng ta đi, căn bản không giúp được Diệp Thần. Nói tới chỗ này, hắn trong mắt, lóe lên vô cùng là đậm đà không cam lòng cùng xấu hổ, hắn vì mình nhỏ yếu mà không cam, mà xấu hổ. Diệp Thần vì bọn họ mạo hiểm đối mặt phong môn ma tộc, có thể mình đâu. Chỉ có thể ở nơi này chờ. Cái này làm cho kiêu ngạo hắn, như thế nào tiếp chịu được. Những người khác, vậy phần lớn đều là ý tưởng giống nhau. Bọn họ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nếu không, rất có thể, liền đứng ở Diệp Thần bên người tư cách, cũng không có. Mà ở trong sơn động, Diệp Thần quét Từ Hoan chỗ ở vị trí một mắt, liền rời đi tầm mắt. Lúc này Từ Hoan, trước ngực máu tươi cuồng trào, một đạo dữ tợn tới cực điểm vết thương, cả người, trọng thương sắp chết, cơ hồ đều nếu không có hơi thở. Một kiếm, vẻn vẹn chỉ dùng một kiếm, Diệp Thần, liền đem Từ Hoan đánh bại. Đang cùng mục giã chiến đấu trước, trảm thiên nhất kiếm còn không có lên cấp lúc đó, có lẽ, đánh bại Từ Hoan còn muốn đa dụng một ít thủ đoạn, đa dụng mấy chiêu, mới có thể hoàn toàn đánh bại Từ Hoan. Nhưng là, bây giờ nói, không cần. Hắn sở dĩ không trực tiếp giết chết Từ Hoan, là bởi vì là Từ Hoan mang hắn tìm được Trục Phong Ưng, ngồi Trục Phong Ưng, nhanh hơn chạy tới rừng thiên cực, nếu không, hắn có thể không đuổi kịp cứu Cơ Huyền các người.
hơn nữa, lại một lúc đỡ được ma tộc, để cho hắn thuận lợi hơn cứu mọi người. Hắn coi như là, thiếu Từ Hoan một cái ân huệ. Nếu không phải bởi vì như vậy, Từ Hoan mới vừa rồi đối với hắn động sát ý, hắn liền trực tiếp đem Từ Hoan tiêu diệt. Mà nguyên bản, còn mặt đầy giễu cợt tà dị thanh niên, lúc này, nhưng là hoàn toàn đần độn. Từ Hoan, mặc dù thực lực không đạt tới mình, nhưng cũng là thật phong môn cảnh cường giả à. Hắn mặc dù không phải là sở trường chiến đấu phong môn cường giả, nhưng là, hắn năng lực chiến đấu có thể kém hơn thần hỏa học viện đạo sư, so với vậy cùng cảnh giới phong môn cường giả, nhưng mà một chút cũng không kém à. Ngược lại, còn hơi mạnh. Nhưng mà, chỉ như vậy, bị Diệp Thần hời hợt một kiếm cho đánh bại. Đây là thực tế. Đừng nói, Diệp Thần là một cái linh võ thiên tài, coi như Diệp Thần là ma tộc thiên tài. Vậy không thể nào làm được như vậy sự việc à. Cho dù cái này tà dị thanh niên bản thể, là một người cao cấp ma tộc, gặp qua tất cả loại cường giả, thậm chí đến từ thần quốc thiên tài, nhưng là, xem Diệp Thần như vậy nghịch thiên chấn động tùng, vận may chém bại bịt cửa, có thể nói ít chi lại càng ít à. Mà Diệp Thần, xoay người, nhìn về phía tà dị thanh niên, vẫn là mặt vô thần sắc. Nhìn đối phương rung động hình dáng, hắn cười lạnh nói, ngươi hiện tại, còn cảm thấy buồn cười sao? Ừ, ban đầu, ngươi ở thật vô cùng trên đảo tựa hồ rất muốn đoạt xác ta. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt, tính sổ một lần. Ngươi tự tìm cái chết, tà dị thanh niên nghe vậy, cặp mắt dâng lên huyết quang, tức giận bùng nổ. Lại cũng không có cái gì vẻ buông lỏng, mà là sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, cả người ma khí không muốn sống xông ra, trong tay, lại là nắm chặt một cái lóe lên huyết quang đen nhánh cái dìu lớn. Hèn mọn con kiến hôi, sẽ để cho ngươi biết một chút về chúng ta ma tộc chân chính thực lực đi. Dứt lời, vậy tà dị thanh niên, lại là cả người phồng lên, thân hình đại biến đứng lên. Trong thoáng qua, vậy ma tộc thanh niên, liền hóa thân là một người cao 3 mét. Cả người đen nhánh, khuôn mặt dữ tợn, đầu sinh hai sừng ma nhân hình dáng. Mà hắn hơi thở, cũng ở đây biến thân sau đó, lập tức cao phồng lên tới. Vô biên ma khí, đem toàn bộ hang, toàn bộ chìm ngập. Ma đế vào lúc này mở miệng nói, người này lai lịch không đơn giản, ở toàn bộ ma tộc, nắm giữ như vậy thuật pháp sẽ không quá nhiều. Mấu chốt, cái này thuật pháp hẳn là đến từ quân ma Trần. Nhưng là quân ma Trần vì sao sẽ cùng phong ấn này có liên quan? Hắn ở dự mưu trước cái gì? Diệp Thần hơi kinh ngạc, ma đế, từ năm đó quân ma Trần đối với ngươi ra tay tới xem, người này vô cùng cái dã tâm, nếu như ngươi không cần tế đàn này, ta liền nghĩ đủ phương cách đem nơi này hủy đi. Ma đế lắc đầu một cái, ta từ sẽ xử lý, ngươi mau sớm đem người này giải quyết. Diệp Thần gật đầu một cái mặt lộ vẻ cười nhạt. Lại cũng là cả người thần văn hiện lên, ma khí cuộn sạch toàn bộ tinh thần, quy luật, sáu con đường lực, máu thần, phần huyết quyết, thiên ma hiển hóa đợi một chút, toàn bộ kích thích. Ma tộc thanh niên nguyên bổn đã bị Diệp Thần thực lực, quỷ dị kia cường hãn kiếm pháp, hoàn toàn rung động, lúc này thấy Diệp Thần biến hóa, không ngờ là kinh hô thiên ma dung mạo. Làm sao có thể, người cũng tới từ ma tộc. Vốn là, người bình thường tộc võ giả. Ở nơi này tinh thuần ma khí bên trong, là sẽ phải chịu không nhỏ áp chế, nhưng là, Diệp Thần có thể đổi hóa thiên ma dung mạo. Cái này cái gọi là áp chế, tự nhiên không tồn tại. Bất quá, hắn cũng sẽ không cân nhắc những thứ này, trực tiếp điên cuồng hét lên một tiếng, tay cầm cái rìu lớn, hung hăng một rìu chém tới. Cái này một rìu, có thể nói kinh thiên. Rìu lên hắc mang bạo tránh, ma khí đằng đằng, rìu quang ngang dọc. Lại là hóa là từng cái đen nhánh ma long, lượn lờ một đạo dáng vóc to diều ảnh, hướng Diệp Thần ái mộ đi. Cái này một diều, xa xa so Từ Hoan một kiếm, càng cường đại hơn. Là ma tộc thanh niên công kích mạnh nhất thủ đoạn, sử dụng phủ pháp là thật ma tộc tuyệt học, xa không linh võ đại lục vậy võ, có thể so sánh với. Diệp Thần nhìn đối phương chém tới một diều, chân mày khều một cái, hắn ngược lại là, có chút đánh giá thấp cái này ma tộc. Bất quá, vậy chỉ như vậy mà thôi thôi. Trong tay thú hủ kiếm, lần nữa nhảy sôi động, kiếm quang lại xuất hiện. Một đạo so tia chớp hơn nữa mau lẹ kiếm quang, khoảnh khắc bây giờ, liền chém đến trên diều ảnh. Ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm quang diều ảnh, lại là đồng thời mất đi.
Vậy tà dị thanh niên thấy vậy vui mừng, cái này thuyết minh Diệp Thần kiếm pháp, mặc dù nghịch thiên, nhưng là còn không có vượt qua mình mạnh nhất phủ pháp. Hắn cả người ma khí đằng đằng, mắt gặp một rìu không có hạ xuống hạ phong, liền gầm thét một tiếng, cầm lên rìu lớn, lần nữa hướng Diệp Thần lướt đi. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt, hắn chạm thiên nhất kiếm và phần thiên nhất kiếm tuy mạnh, nhưng là, vẫn là cần hơn sử dụng, mới có thể tinh tiến thuần thục, có như vậy đối thủ, há chẳng phải là vừa vặn để cho hắn thử kiếm. Lúc này, trong tay thú hủ kiếm một chuyển, quanh thân điện mang lóng lánh tiến lên đón vậy ở hắc khí bên trong chợt ẩn chợt hiện kinh thiên cự ma. Hai người một rìu một kiếm, lại tạm thời chiến cái lực lượng tương đương. Diệp Thần quanh thân điện mang cuồng tránh, liền huy động liên tục kiếm, nhưng nhìn vậy cực nhanh đằng tránh ma ảnh, nhưng là hơi cau mày, tạm thời, lại là có chút không theo kịp đối phương tốc độ. Hắn biết, mình bách bộ trục điện mặc dù nhanh, nhưng là, đối với phong môn cảnh chiến đấu, mơ hồ đã không đủ dùng, cho dù có phong thần ngoa, bơi vân rực ra trì, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo cái này ma tộc tốc độ thôi. Lấy hắn bây giờ thần niệm cùng với cảnh giới, hắn đã có thể điều khiển chân chính thần cấp thân pháp, xem ra trở lại học viện sau đó, muốn tìm một bản mạnh hơn thân pháp võ, tiến hành tu tập. Diệp Thần cùng vậy ma tộc thanh niên, ước chừng giao thủ mấy chục chiêu sau đó, Diệp Thần thân hình chợt vừa rút lui, cùng vậy ma tộc thanh niên kéo ra phạm vi. Ma tộc thanh niên thấy vậy, cười lạnh nói, thế nào? Tiểu tử, không phải mới vừa còn rất cuồng sao? Làm sao hiện tại đừng đánh? Chẳng lẽ, người muốn chạy trốn sao? Xem chó như nhau chạy trốn sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, phủ pháp của ngươi, cũng không tệ lắm, nhưng là đã đủ, thử lại dưới kiếm đi, đối với ta kiếm pháp, vậy trợ giúp không lớn. Thử kiếm, ma tộc thanh niên nghe vậy, tức giận ngay tức thì bùng nổ, ngươi nói, ngươi cầm bổn tôn làm ngươi thử kiếm đối tượng. Ha ha, ngươi ngược lại là đủ có thể chứa, ta liền muốn xem, ngươi rốt cuộc còn có cái gì lá bài tẩy, có thể làm cho ngươi như thế phách lối. Dứt lời, nhắc tới cái rìu lớn, thân hình chớp động, ép sát Diệp Thần. Diệp Thần nhìn vậy cực nhanh đánh tới bóng đen, sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm. Một khắc sau, một đạo lực lượng vô hình, từ Diệp Thần ấn đường, khuếch tán ra. Hồn kiếm, chém, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, cực kỳ kinh khủng thần niệm lực ở ấn đường ngưng tụ, ngay tức thì đâm về phía bay tập kích mà đến ma tộc thanh niên, không vào đối phương ấn đường bên trong. Diệp Thần, mặc dù còn không có chân chính tập được tỏa hồn giết, nhưng là, thông qua đối với tỏa hồn giết tu tập, phối hợp hắn nghịch thiên cực kỳ cường hãn thần hồn, Diệp Thần hiện tại, ngược lại có thể thi triển một loại bản đơn giản hóa tỏa hồn giết, mặc dù còn chưa tính là một loại hồn kỹ, nhưng là, thành tựu thần hồn thủ đoạn công kích, cũng có thể gọi là vô cùng là cường hãn. Diệp Thần đem mệnh lệnh tên là hồn kiếm. Chỉ bất quá, đây đối với thần hồn tiêu hao quá lớn. Diệp Thần chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một lần. Nếu như bị thương, có thể một lần đều không cách nào thi triển. Hơn nữa, đối với thần hồn cường đại tồn tại, vậy rất khó. Mà lúc này, hồn kiếm chém nhập vẫy ma tộc thanh niên óc đồng thời, hắn nguyên bản đang cực nhanh lao vùn vụt bóng người, nháy mắt tức thì ngưng động tác. Tiếp theo, hắn ánh mắt đờ đẫn, 0,1% giây sau, trong miệng, bộc phát ra một tiếng vô cùng là thống khổ kêu thảm thiết. Đầu ta, đáng giận con kiến hôi, thần hồn của ngươi, làm sao sẽ mạnh như thế? Lại, còn có hồn kỹ, đáng chết à. Tà dị thanh niên thất khiếu bên trong, máu tươi cuồng trào, trong chốc lát, căn bản không cách nào nắm trong tay tự thân ma khí, chỉ có thể kinh hoàng giống to, liên phá rõ ràng tế đàn cũng không để ý, liều mạng hướng hang ra, phi độn đi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thần hồn, lại đã có ép tới gần phong môn cảnh cường độ à. Cái này còn cũng được đi, nếu như phổ thông võ giả, cho dù thần hồn lớn mạnh như vậy, vậy không ý kỵ, nhưng là, Diệp Thần, lại vẫn thành công tập được hồn kỹ. Cái này tà dị thanh niên, đối với hồn kỹ tự nhiên không xa lạ gì, vậy rõ ràng hắn khủng bố. Nhưng là, hồn tu vậy bản thể cũng tương đối nhỏ yếu, nơi nào có thể xem Diệp Thần như vậy. Lấy tạo hóa cảnh tu vi, hiện ra phong môn cảnh thực lực. Hắn vốn là, đã cảm thấy Diệp Thần vô cùng là biến thái nghịch thiên, hiện tại, xem ra mình còn đánh giá thấp Diệp Thần à. Cái này Diệp Thần,
đã để cho hắn triệt để cảm giác được kinh khủng. Linh võ đại lục, lúc nào, cũng có như vậy biến thái. Tà dị thanh niên, thật là không dám tin tưởng. Diệp thần lạnh lùng nhìn bay trốn ma tộc, hắn mặc dù thần hồn bị thương, tốc độ còn chưa chậm. Nhưng là, hắn có thể chạy thoát sao? Tốc độ mau hơn nữa, vậy không mau hơn kiếm hắn. Phần thiên nhất kiếm, Diệp thần khẽ quát một tiếng, toàn lực ra tay. Hắn phải toàn lực. Cái này ma tộc thanh niên mặc dù cảnh giới và Từ Hoan chênh lệch không lớn, nhưng là thực lực nhưng khủng bố. Lần này nếu như chạy trốn, lần kế sợ rằng phải bước vào phong môn đỉnh cấp, thậm chí nửa bước thái hư. Đến lúc đó chính là Diệp thần chết. Diệp thần trong tay thú hủ kiếm điên cuồng vung lên, phổ biên linh lực hội tụ, hóa thành một đạo sáng chói ngọn lửa, hoành việt vô số không gian, mang uy thế liệt thiên, hạ xuống đi. Không muốn, tha ta à. Nguyên bản ngạo mạn cực kỳ, đối với nhân loại vô cùng khinh bỉ cao ngạo ma tộc, lúc này, vậy rốt cuộc không nhịn được cầu xin tha thứ. Ầm một tiếng vang thật lớn, ánh sáng bạo tránh. Vậy không có thể một đời ma tộc phân thân, cuối cùng, hóa thành hư không, một món phân hồn, vậy hoàn toàn mất đi. Diệp thần vung tay lên, đem vậy ma tộc túi đựng đồ, cùng với chuôi này bị hắn lấy ma khí dơ bẩn thần khí dìu lớn thu vào trong tay. Rồi sau đó, nhìn lướt qua, đã ở huyết quang bên trong, kế cận hỏng mất tế đàn. Tế đàn có một đạo bình phong che chở bảo vệ. Hắn vung tay lên, chém ra một đạo kiếm quang, màu máu trận pháp bên trong, tản mát ra từng cơn huyết quang, tựa hồ muốn chống đỡ. Nhưng là, hiển nhiên chỉ là dãy dụa vô nghĩa, một khắc sau, toàn bộ trận pháp, liền hoàn toàn nổ tung. Tế đàn hoàn toàn mở ra. Mà tế đàn kia bên trong, trong phảng phất, tựa hồ truyền tới một tiếng tức giận gầm thét, cái này bị phong ấn ma tộc. Là một người so với kia tà dị thanh niên càng cường đại hơn vô số lần ma tộc phân thân. Thời đại thượng cổ, bị mấy vị đại năng liên thủ phong ấn, mắt xem thì phải thoát khốn ra, nhưng bởi vì nửa đường giết ra một cái Diệp thần, mà thất bại trong gang tấc. Ngay tại lúc này, Kỳ Lâm mở miệng nói, Diệp thần, cái này làm thế nào? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giết? Diệp thần nhìn Từ Hoan một mắt, chậm rãi đi về phía đối phương. Từ Hoan lúc này, mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng là lại không có hoàn toàn hôn mê, hắn trong mắt thì tất cả đều là rung động cùng không tưởng tượng nổi. Diệp thần thắng. Diệp thần lại thắng, chiến thắng vậy mạnh đến khó có thể tưởng tượng ma tộc. Cái này coi như là mộng, đều có chút hoang đường à. Diệp thần mắt nhìn xuống Từ Hoan, không nói gì. Mà Từ Hoan, chính là mặt lộ vẻ cười khổ, mình bán đứng tôn nghiêm, phản bội thần hỏa học viện. Cuối cùng, nhưng vẫn là như vậy kết quả. Hắn hiện tại, cũng không có mặt sống nữa. Hắn hướng về phía Diệp thần, miễn cưỡng mở miệng nói, động thủ đi. Diệp thần trầm mặc một hồi, nhìn hắn nói ta, tha ngươi, chính ngươi phế bỏ tu vi, vĩnh viễn rời đi thần hỏa học viện đi, ngươi muốn sống, nhân chi thường tình, nhưng là, ngươi không có tư cách làm thần hỏa học viện đạo sư. Từ Hoan làm hết thảy, có lẽ chỉ là vì cầu sinh, nhưng là, bất luận như thế nào, hắn không có tư cách làm tiếp đạo sư. Chẳng lẽ thần hỏa học viện muốn bồi dưỡng ra một đám một có nguy hiểm tánh mạng liền không chút cốt khí về phía kẻ địch cúi đầu, không có chút nào huyết tính nạo loại. Từ Hoan thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là gật đầu, ta hiểu ý. Nói xong, Từ Hoan chỉ điểm một chút ở mình trên đan điền. Vô số linh khí thả ra ngoài. Đan điền lại là phân bố vết rách. Đối với võ giả tu luyện, đan điền quá mức trọng yếu. Không có tu vi, đan điền vẫn còn ở, có lẽ có thể trọng tu. Từ Hoan không có lựa chọn phế trừ tu vi, mà là cưỡng ép hủy đi đan điền, đủ để chứng minh sám hối quyết tâm. Diệp thần, đa tạ, ta đã từng cố nhiên là đạo sư của ngươi, nhưng là hôm nay ngươi lên cho ta liền một giờ học. Chỉ bất quá, cái này một giờ học giá quá lớn. Nói xong, Từ Hoan liền biến mất. Một bên Kỳ Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tên kia vậy coi là tội có cần phải được. Nàng ánh mắt vậy rơi vào trên tế đàn, vừa định tiến lên, Diệp thần liền mở miệng nói, Kỳ Lâm, chớ đi, người đi trước bên ngoài và những người đó hội hợp. Kỳ Lâm bản muốn nói cái gì, nhưng là khi thấy Diệp thần ngưng trọng ánh mắt, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái, Diệp thần, mặc dù không biết ngươi phải làm gì,
nhưng là tế đàn này bên trong phong ấn người, để cho ta rất không thoải mái, ngươi cẩn thận điểm. Ừ, Diệp Thần gật đầu. Rất nhanh, toàn bộ tế đàn chỉ còn lại Diệp Thần một người. Tế đàn chỗ sâu tựa hồ nhận ra được chỉ có Diệp Thần một người, tiếp tục tức giận gầm thét. Thằng nhóc, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi giết thủ hạ ta, lại là hủy ta trận pháp, có thể biết giá phải trả. Nếu như ta tỉnh lại, ta một cái ánh mắt liền có thể tiêu diệt ngươi. Dù là ngươi bước vào phong môn cảnh, cũng không có tư cách. Mà Diệp Thần không có động tĩnh, cười lạnh nói, như thế nói ngươi cảnh giới rất cao. Chẳng lẽ là thái hư cảnh? Tế đàn kia chỗ sâu thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang khắp, thái hư cảnh. Ha ha ha, ta nhưng mà viễn cổ đại ma, ngươi sợ rằng còn không có chạm đến khác cảnh giới đi. Ở viễn cổ, thái hư cũng không phải là võ đạo điểm cuối. Cũng đúng, lấy ngươi tạo hóa tu vi, ngươi làm sao có thể đụng phải thái hư cảnh trên tồn tại đâu. Thằng nhóc, ngươi như giúp ta tháo ra phong ấn, ta liền có thể bảo vệ ngươi một đời, mà tộc đại năng bảo vệ, ngươi có biết cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng thần quốc cũng sẽ đối với ngươi sợ hãi mấy phần. Diệp Thần hai tay ôm ngực, có nhiều thú vị nói, vậy ngươi không ngại nói cho ta. Ngươi ở viễn cổ cái gì tu vi? Nói cho ta liền cho ngươi tháo ra phong ấn. Tế đàn chỗ sâu một hồi ngắn ngủi yên lặng, đột nhiên nói, thằng nhóc, thái hư cảnh bên trên chính là chém ách cảnh. Thái hư là con đường võ đạo vô cùng là mấu chốt một cảnh. Bước vào thái hư, liền tương đương với chân chính nắm trong tay tự thân vận mệnh. Có bất tử bất diệt cơ hội. Trọng yếu hơn phải, thái hư sau đó, cảnh giới vượt qua cực kỳ khó khăn. Có thể một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch liền có thể so với phong môn và thái hư khoảng cách, hơn nữa bước vào thái hư tầng 9 thiên đỉnh cấp, sẽ hạ xuống so thiên đạo lôi kiếp mạnh mấy chục triệu lần ách sấm. Bởi vì ách lôi xuất hiện, không biết bỏ mình nhiều ít thái hư cường giả đỉnh phong. Thái hư cường giả như muốn bước vào cái này những ràng buộc, thì nhất định phải lấy mạnh nhất giá phải trả chém chết cái này cường đại ách sấm. Cho nên lấy tên là chém ách cảnh. Năm đó ta bị phong ấn lúc đó, chính là chém ách tầng 3 thiên. Ngươi hiện tại có bằng lòng hay không thần phục với ta? Chỉ cần tay ngươi chỉ đụng chạm vậy đạo minh văn, ta là được trở lại nhân gian. Đến lúc đó, ta cùng ma tộc quân ma trần liên hiệp, toàn bộ linh võ đại lục, cũng có thể bị ma tộc nắm trong tay. Ngươi có thể động tâm. Diệp Thần tròng mắt ngưng trọng. Nếu như hắn không đoán sai, Vĩnh Hằng Thánh Vương hẳn đến gần cảnh giới này. Còn như có hay không bước vào, chỉ có chờ lần sau hỏi một chút. Ngay vào lúc này, ma đế thanh âm ở Diệp Thần trong óc vang lên, giúp hắn phá vỡ phong ấn. Diệp Thần ngẩn ra, vội vàng nói, phá vỡ phong ấn, cái này đại ma không phải đi ra. Đến lúc đó sẽ không xảy ra chuyện. Ma đế nói, quả thật sẽ xảy ra chuyện, chờ lát nữa cái này đại ma tất nhiên sẽ chiếm đoạt ngươi thân thể, nghĩ hết tất cả biện pháp đoạt xác ngươi. Ở hắn đoạt xác nháy mắt, chính là ta thời điểm xuất thủ. Đây đối với ngươi mà nói có nhất định nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn buông tha, chúng ta lại khác tìm cơ hội. Coi như Diệp Thần cự tuyệt, ma đế cũng sẽ không trách tội. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Thần liền trực tiếp nói, ta tin tưởng ngươi. Cái này thật đơn giản bốn chữ, nhưng là để cho ma đế dừng lại mấy giây. Hắn là ma cả đời, truy tìm chân chính ma đạo. Gặp qua nhân tình ấm lạnh. Lại là chết thảm với mình đã từng người tín nhiệm nhất trong tay. Hắn đã không tin bất kỳ kẻ nào. Nhưng mà giờ khắc này, Diệp Thần nhưng là để cho hắn trong lòng đã trần diệt hạt giống, lần nữa lấy được tân sinh. Mọc rễ nảy mầm. Hắn cảm động. Hắn có tài đức gì? Nếu như không có Diệp Thần, hắn thậm chí liền sống sót tư cách cũng không có. Diệp Thần đã kinh hết tình hết nghĩa. Nhưng là giờ phút này, ở có cực lớn nguy hiểm dưới tình huống, Diệp Thần lại có thể không có bất kỳ do dự, đáp ứng. Phần ân tình này, hắn chỉ sợ cả đời đều không cách nào trả lại. Ma đế biết Diệp Thần chấp trưởng luân hồi mộ địa cái này loại nghịch thiên vật, đối mặt kẻ địch, có thể càng xa xôi, cường đại hơn. Nhưng mà hiện tại, hắn quyết định, đợi hắn trọng tố thân xác lúc đó, ai nếu dám động Diệp Thần, hắn thuận tiện lấy chết giá phải trả, chu diệt hết thảy. Đời trước, hắn là ma đế, lòng trong lòng thiên hạ. Cái này nhất thế, hắn là ma đế, chỉ bảo vệ người này.
Giờ phút này, Diệp Thần đã tới tế giữa đài, đưa tay ra, chạm được cái đó cổ xưa phù văn. Tế đàn chỗ sâu đại ma kích động đến trình độ cao nhất, được. Thằng nhóc, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, muốn không được bao lâu, người cao nhất quang vinh tức sắp xuất hiện. Vô tận ma khí phun trào. Vực sâu lạnh như băng. Toàn bộ rừng thiên cực cũng chấn động lên. Bên ngoài Kỳ Lâm chậm rãi đi ra, tự nhiên cảm nhận được dị động, bề ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng là vô cùng lo âu. Hình Tử Đường thấy Kỳ Lâm, liền vội vàng hỏi nói, bé gái, bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì? Mới vừa rồi vì sao đạo sư không có nửa điểm tu vi, còn không chịu cùng chúng ta nói chuyện? Kỳ Lâm dựa vào ở trên một tảng đá lớn, duỗi người, lười biếng nói, ngủ một giấc, tỉnh lại thì biết. Hình Tử Đường. Tạ Bình Bình. Mà lúc này, bên ngoài bầu trời, vô tận ma khí vần quanh, mây đen che đậy trời. Giống như ngày tận thế hạ xuống. Ma vực, một tòa trên đỉnh núi. Quân ma Trần hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn Linh Võ Đại Lục trời, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Xem ra, tên kia tháo ra phòng ấn nói trước. Không nghĩ tới ta quân ma Trần chung có vẹt ra mây mù gặp thanh thiên một ngày. Cùng hắn trở về. Ta liền nghĩ đủ phương cách để cho hắn khôi phục đỉnh cấp. Đến lúc đó, chấp trưởng cửu U làm sao đủ đây? Ta muốn chấp trưởng toàn bộ Linh Võ Đại Lục, thậm chí thần quốc. Ha ha ha! Quân ma Trần sau lưng ma tộc cường giả tiến lên một bước, ma tôn, có cần hay không chúng ta chuẩn bị dạ tiệc? Nếu như vị kia tháo ra phong ấn trước thời hạn đi ra, tất nhiên thời gian đầu tiên tới chúng ta ma tộc. Quân ma Trần gật đầu một cái. Đi Linh Võ Đại Lục bắt chút phong môn cường giả trở về, trong đó muốn 10 tên phong môn cảnh gái trinh thiếu nữ, người này hưởng thụ và hấp thu những người này, sợ rằng tâm tình sẽ thật tốt. Ma Tôn. Cùng thủ hạ rời đi, quân ma Trần thần sắc đột nhiên biến đổi, lẩm bẩm nói, hết thảy các thứ này, biết hay không quá thuận lợi. Cùng lúc đó, rừng thiên cực, hang động chỗ sâu. Ma khí tràn đầy toàn bộ hang động. Quỷ khóc sói tru. Toàn bộ hang động đều là vô tận huyết khí, giống như địa ngục. Phong ấn đã hoàn toàn mở ra. Diệp Thần thấy được một miệng hắc tinh thạch quan. Đá này quan không biết là cái gì chế tạo, nhưng vẫn mang uy áp, thậm chí Diệp Thần khóe miệng mơ hồ tràn ra một tia máu tươi. Hắn không hề mục nát thần thể và ma khu, hơn nữa niệm ma thân thể, lớn mạnh như vậy thân xác, cũng tạo thành áp lực, sợ rằng người bình thường đã sớm tan thành mây khói. Ha ha ha, thằng nhóc, người rất tốt, người thân xác ta rất thích. Thật là hoàn mỹ à. Duy nhất khuyết điểm chính là cảnh giới thấp một chút, nhưng là không ngại, ta tự nhiên có biện pháp mau sớm khôi phục đỉnh cấp. Quan tài đá bên trong truyền tới cười to. Dần dần một đạo hư ảnh từ quan tài đá bên trong đi ra. Hắn nhìn một cái Diệp Thần, trong con người tràn đầy thương hại, tiếc nuối, hưởng thụ, dữ tợn, điên cuồng. Ngươi lại có thể không hoảng hốt. Vậy đại ma hiếu kỳ nói. Hắn lớn mạnh như vậy phong ấn đại ma, vậy võ giả thấy hắn chỉ sợ sớm đã sợ hồn phi phách tán, nhưng mà, trước mặt cái này người thanh niên lại vô cùng chấn định. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn từng bước một hướng Diệp Thần đi tới. Diệp Thần nhún vai một cái, ta tại sao phải sợ ngươi? Vậy đại ma vui vẻ cười to, bởi vì ta muốn chiếm thân xác ngươi. Ta cho ngươi hứa hẹn hết thảy, đều đưa hóa thành hư vô, mà ngày nay, ta liền trở thành ngươi. Ta sẽ phai mờ ngươi linh hồn, đem ý thức của ngươi nhốt ở chỗ sâu nhất. Vĩnh viễn không ngày vươn mình. Ha ha! Diệp Thần bình thản nhìn một cái vậy đại ma, bước ra một bước, đưa tay ra, à, tới đi. Ừ! Giờ khắc này, vậy đại ma bối rối. Thằng nhóc này đầu óc có vấn đề. Cũng lúc này, lại vẫn không có phản ứng. Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Đây có thể so chết thống khổ nhiều à? Hừ, làm bộ làm tịch. Đại ma cũng không nghĩ nhiều, ở hắn trong mắt, chính là tạo hóa cảnh, lật không dậy nổi bất kỳ sóng. Đại ma ngay tức thì hóa thành hư ảnh chui vào Diệp Thần thức hải bên trong. Mà đang ở đại ma biến mất nháy mắt, Diệp Thần ấn đường lóe lên một đạo ánh sáng sáng chói. Đó là cửu u ánh sáng. Ma đế lực lượng. Đụng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần chung quanh hư không tựa như văng tung tóe. Sau đó,
một đạo tàn ảnh lại trực tiếp té ra ngoài. Chính là phong ấn kia đại ma. Giờ phút này vậy đại ma tròng mắt trợn to, kinh ngạc nhìn mình dần dần hư vô hai tay, làm sao có thể. Ta lực lượng lại bị hấp thu, ta ma khí vì sao toàn bộ không thấy. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, vậy đại ma và mới vừa rồi hoàn toàn ngược lại, không có cuồng ngông và hăm hở, chỉ có sợ hãi. Chỉ vì là hết thảy các thứ này, cũng quá quỷ dị. Diệp thần nhìn vậy đại ma, khẽ mỉm cười, người hỏi ta là ai? Không bằng hỏi một chút hắn là ai? Vậy đại ma diễn cảm dữ tợn, người rốt cuộc đang nói gì, cái gì hắn? Ngay tại lúc này, Diệp thần ấn đường lóe ra một đạo đường vân, giống như ác ma ánh mắt. Đột nhiên, ma khí không ngừng từ ấn đường xông ra. Một đạo thân ảnh ngưng tụ. Bóng người uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người. Chính là ma đế. Là ma đế xuất hiện nháy mắt, vậy đại ma tròng mắt tựa như kinh bạo. Hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Không thể nào, ma đế, ngươi không phải ở trên cao cổ đại chiến bỏ mình sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ma đế quanh thân thả ra cực kỳ khí thế cường đại, giống như 9 tầng trời dung mạo. Hắn hiếm thấy hiền hòa nhìn một cái Diệp thần, sau đó ánh mắt rơi vào đại ma trên mình. Cực kỳ lạnh như băng. Huyền ma, thật lâu không gặp. Ta người cũng dám đoạt xác, thật đúng là lớn gan ngông là. Lời nói vừa ra, vậy đại ma vội vàng quỳ xuống, ma đế. Ta thật không biết hắn là người ngươi, nếu như biết ta cũng không dám. Ma đế, nếu ngươi trở về, ta liền đi theo tại ngươi, chúng ta cùng đi thần quốc báo thù. Thần quốc tất nhiên dễ như trở bàn tay. Ma đế nghe được những lời này, cười lạnh một tiếng, năm ngón tay giương ra, cửu u đế lửa quanh quẩn, bước lên thần quốc, ta có người chọn. Ngươi không xứng. Cửu u đế lửa, tiêu diệt hồn phách, ngưng tụ tinh hồn lực, là ta chấp trường. Lời nói rơi xuống, cửu u đế lửa bắn ra, vây quanh ngọn lửa bao quanh vậy đại ma. Đại ma rên thống khổ, muốn chạy trốn. Nhưng là ma đế ở đây, hắn có cái gì tư cách? Ma đế nhìn về phía Diệp thần, vội vàng nói, Diệp thần, lấy ra những cái kia ta để cho ngươi đặt ở luân hồi mộ địa đồ. Toàn bộ để xuống quan tài đá bên trong. Được. Diệp thần lấy ra mấy cái hộp gấm, để xuống quan tài đá bên trong. Nháy mắt tức thì, ánh sáng bắn ra bốn phía. Ánh sáng sáng chói chiếm đoạt hết thảy. Quan tài đá mặt ngoài phù văn lại đang cấp tốc lưu động. Đồng thời, một bên đại ma hoàn toàn mất đi thanh âm, hóa là một viên đen nhánh hạt châu. Ma đế nhìn thấu Diệp thần trong mắt nghi ngờ, giải thích, Diệp thần, bởi vì ta ở trên cao cổ chết, thân xác và thần hồn đều không phục tồn tại, muốn lần nữa bước vào ma đạo, xây lại cơ nghiệp, liền cần tinh hồn lực. Đây là bước đầu tiên. Mà những cái kia từ ma linh tử cùng với cửu u sở ra các người trong tay lấy được đồ, chính là ta năm đó hậu thủ. Bên trong phân biệt hàm chứa ta máu tươi, lực lượng, cùng với một cây bất diệt chi cốt. Hiện tại, vậy huyền ma chính là ta sống lại thân xác chi dẫn. Nói tới chỗ này, ma đế năm ngón tay ma khí lượn lờ, khẽ động, hạt châu kia vậy tiến vào quan tài đá. Quan tài đá ở giữa hộp gấm đồng loạt nổ tung. Vô số loại lực lượng ở bên trong lượn lờ. Mơ hồ bây giờ, lại ngưng tụ ra một đạo như ẩn như hiện thân thể. Cái này thì xong rồi. Thân thể ngươi khôi phục thành công. Diệp thần hiếu kỳ nói. Ma đế lắc đầu một cái, nào có như thế đơn giản, hành động này chỉ bất quá coi như là thành công hơn phân nửa. Cũng may huyền ma lực lượng và thần niệm khá là mạnh mẽ. Nếu như giống vậy ma tộc cường giả, có thể sẽ thất bại, lần này coi là hữu kinh vô hiểm. Tiếp theo mới là cảnh quan trọng. Nói xong, ma đế nhắm hai mắt. Một cổ cực kỳ huyền diệu lực lượng phun trào. Vậy quan tài đá đột nhiên trôi lơ lửng. Ma đế quanh thân phun trào ra vô số phù văn. Phù văn hội tụ đến quan tài đá bên trong. Mà Diệp thần phát hiện, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Mình tựa như đưa thân vào cửu u địa ngục, vô số vong hồn bị trấn áp. Dưới chân như nham thạch nóng chảy. Càng phảng phất là một phiến dù sao cũng người hội tụ sông máu. Mà ma đế ở nơi này phiến sông máu bên trên, hội tụ lực lượng thần bí. Cùng thời khắc đó, trên bầu trời, vô số ma khí bên trong,
một cái tràn đầy hắc ám và tròng mắt lạnh như băng mở ra. Rừng thiên cực yêu thú tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự việc, đồng loạt ngã xuống, cả người co quắp. Nháy mắt tức thì, sức sống hoàn toàn không có, hóa là một phiến xương trắng. Chu vi trăm dặm rừng rậm, ngay tức thì khô héo. Cỏ cây không sinh, ma tộc, cửu u quốc, thần quốc, linh võ đại lục. Vô số bị nhốt vong hồn và ma tộc cường giả rối rít quỳ xuống, nhìn về phía thương khung. Ở bọn họ trong mắt, giờ khắc này, chính là cứu chuộc. Giữa trời đất, một đạo tiếng sấm vang khắp. Vậy phảng phất là mỗi một cái theo đuổi ma đạo người của ma tộc trong lòng tín ngưỡng. Bọn họ đã từng biến mất tín ngưỡng, tựa hồ lại trở về. Trên vách đá, hăm hở quân ma trần đột nhiên ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn trên bầu trời vậy con mắt. Hắn diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Làm sao có thể, đôi mắt này, là tên kia. Hắn trở về. Không thể nào, hắn thân xác và thần hồn cũng bị diệt, không có một tia sức sống. Ta kiểm tra vô số lần. Quân ma trần thân thể đang run rẩy, hắn lui về sau dòng dã 10 bước. Hắn diễn cảm, ở vạn năm tới, lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi. Hắn nhưng mà cao cao tại thượng ma tôn. Không nên như vậy. Nhưng là, chuyện này quá lớn. Vậy ngày xưa nắm trong tay toàn bộ ma vực, nếu kêu lên bản thần quốc ma đế, lại có thể trở về. Ánh mắt kia chính là tốt nhất chứng minh. Phốc! Đột nhiên, quân ma trần khạc ra một ngụm máu tươi, gương mặt trắng bệch liền mấy phần. Hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng giận dữ hét, Lăng Vân, có thể ở. Rất nhanh, một cái áo bào đen nam tử xuất hiện ở quân ma trần sau lưng. Làm hắn thấy quân ma trần thương thế cùng với trên đất máu, hơi kinh hãi, ma tôn, cái này. Quân ma trần thần sắc lạnh như băng, nói, lập tức lên đường cho ta đi thăm dò. Áo bào đen nam tử ngẩn ra, cha cái gì? Quân ma trần nhìn một cái vậy trên bầu trời ánh mắt, trầm thấp mà lại thanh âm tức giận vang lên, cha vậy chết mà sống lại ma đế. Áo bào đen nam tử trong mắt hoàn toàn trợn to. Ma đế, hắn không phải. Áo bào đen nam tử còn chưa nói xong, quân ma trần thanh âm tức giận liền vang khắp ở toàn bộ ma tộc. Cha bất kỳ và ma đế có liên quan người. Cha bất kỳ và ma đế có liên quan chuyện. Bỏ mặc ngươi dùng thủ đoạn gì, bên trong 3 ngày, ta phải nghe đã có quan ma đế hết thảy tin tức. Hư ảnh này hẳn là ma đế sống lại thời cơ, ta quân ma trần phải cầm uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Ta không muốn dưới một người trên vạn người. Ta muốn áp đảo hết thảy bên trên. Không chỉ ma tộc chấn động, cửu u quốc vị kia cửu u đế cũng nhìn thấy trên bầu trời vậy con mắt. Hắn không có vẻ tươi cười. Hắn biết, hắn vị trí, cuối cùng là ngồi không yên. Hắn không có quân ma trần dã tâm, hắn chỉ muốn coi giữ quyền lợi. Nhưng là bây giờ nhìn lại, phần này quyền lợi, lại cũng không phòng giữ được. Hắn trong lòng vừa hy vọng ma đế sống lại. Lại không hy vọng ma đế sống lại. Thậm chí người sau chiếm đa số. Đây cũng là nhân tính tham lam. Không biết qua bao lâu, cửu u đế mệt mỏi ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, ma vực muốn đại biến, toàn bộ linh võ đại lục sợ rằng phải nghênh đón một tràng kinh thiên địa chấn động. Nếu như ma đế hoàn toàn khôi phục, thần quốc sợ rằng phải ác mộng bắt đầu. Linh võ đại lục, một nơi đất thần bí. Một cái xếp chân ở trên thần long tu luyện người đàn ông, đột nhiên mở mắt ra. Hắn lạnh như băng thêm uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía trước người quỳ xuống người, lạnh lùng nói, ta mới vừa mới tu luyện bên trong cảm thấy không đúng, ngoại giới nhưng mà có thiên địa dị tượng. Vậy người làm thân thể run rẩy, do dự mấy giây, vẫn là nói, xảy ra chuyện lớn. Trên thần long người đàn ông đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt người đàn ông, hỏi, nói. Ngoại giới rốt cuộc phát sinh cái gì? Người nọ không dám nói nhảm, nói thẳng, ngay tại một nén hương trước, trên bầu trời mây sấm lăn, ma khí giả thiên. Trời xanh dị tượng, một cái cửu u trong mắt xuất hiện. Vậy trong mắt không thèm chú ý đến hết thảy, thần quốc nhốt những cái kia ma tộc cường giả đồng loạt quỳ xuống. Hình ảnh này giống như đã từng quen biết. Chỉ có năm đó ma vực vị kia ma đế lên ngôi, mới phát sinh qua. Hiện tại hình ảnh tái hiện, tựa hồ đại biểu vị kia ở chiến trường thượng cổ rơi xuống ma đế, sắp trở về. Hiện tại,
bên ngoài một phiến đại loạn, thần quốc lòng người bàng hoàng. Nghe đến chỗ này, trên thần long nam người sắc mặt tái xanh, trong mắt bên trong là cực hạn lạnh như băng. Vậy ma đế không thể nào còn sống, ta năm đó tự mình xem hắn chết, cũng không khả năng sống lại. Chuyện này có chút kỳ hoặc, ngươi cho ta đi thăm dò. Bỏ mặc ngươi dùng cái gì giá phải trả, ta chỉ cần chân tướng. Ừ, người nọ biến mất. Đền bên trong chỉ còn lại con thần long kia và uy nghiêm người đàn ông. Đột nhiên, rồng thần há mồm ra, một giọng nói truyền tới, có cần hay không ta ra tay. Nếu quả thật là vậy ma đế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, người bất kỳ cũng không có tư cách uy hiếp ta thần quốc. Bất quá cái này dị tượng ngược lại là để cho ta nghĩ tới một ít thứ. Sợ rằng và đoạn thời gian trước sự kiện kia có chút quan hệ. Rừng thiên cực. Từ Hoan kéo nặng nề thân thể rời đi. Hắn trong mắt có chút tức giận và không cam lòng. Dẫu sao hắn vất vả lấy được đồ đều biến mất. Quyền lợi, võ đạo, danh dự, hủy trong chốc lát. Đột nhiên, chân hắn bước dừng lại, thần sắc biến đổi. Bởi vì trước mặt hắn là hai cổ thi thể lạnh như băng. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được cái này hai người đều là ma tộc cường giả. Tu vi không kém. Chẳng lẽ cái này hai vị ma tộc cường giả là tới đón tiếp phong ấn kia ma tộc đại năng? Vậy Diệp Thần gặp nạn. Từ Hoan lẩm bẩm nói. Hắn mới vừa muốn rời đi, nhưng lại phát hiện trước mặt không biết lúc nào xuất hiện hai đạo bóng đẹp. Một cô gái khăn che mặt, hơi thở lạnh như băng lại mang cao nhất tôn quý. Một cái khác thiếu nữ cả người quần áo trắng, đi theo che mặt thiếu nữ sau lưng. Hiển nhiên là nha hoàn. Bạch Nhi, câu hỏi. Che mặt thiếu nữ thanh thúy thêm dùng mình thanh âm vang lên. Cung chủ. Bạch Nhi bước nhanh đi tới Tử Hoan trước mặt, khí tức lạnh như băng hoàn toàn phóng thích. Tử Hoan hiện tại làm sao chịu nổi, trực tiếp quỳ xuống. Bạch Nhi trên cao nhìn xuống, nói, ngươi có hai cái lựa chọn, một, nói cho ta bên trong sơn động kia chuyện gì xảy ra, thứ hai, chết. Tử Hoan hơi ngẩn ra, do dự hồi lâu. Hay là đem bên trong sơn động hết thảy sự việc nói ra. Bạch Nhi nhìn một cái Ngụy Dĩnh, sau đó nhìn về phía Tử Hoan nói, ngươi nhưng có nói láo. Tử Hoan chợt lắc đầu nói, ta cũng không có tu vi, sao dám nói láo. Bạch Nhi gật đầu một cái, đối với Ngụy Dĩnh nói, cung chủ, hắn hẳn không nói láo. Tử Hoan thở ra một hơi, đã như vậy, vậy ta rời đi. Tử Hoan mới vừa dự định rời đi. Ngụy Dĩnh lại đột nhiên mở miệng nói, ta có để cho ngươi đi sao? Từ Hoan ngẩn ra, mới vừa muốn nói chuyện, một đạo lạnh giọng lần nữa rơi xuống, Bạch Nhi, động thủ. Bạch Nhi nhất thời có chút bối rối, nhưng vẫn là ý định giết người đông lại một cái, một kiếm rơi xuống. Nháy mắt tức thì, Từ Hoan liền hóa là một đạo xương máu. Hắn đến chết đều không rõ ràng, mình đều là một người phế nhân, vì sao còn có người chém tận giết tuyệt. Bạch Nhi trở lại Ngụy Dĩnh bên người, nghi ngờ nói, cung chủ, người này vô hại, đối với Diệp Thần cũng không có uy hiếp, tại sao phải đuổi tận giết tuyệt. Ngụy Dĩnh hàn sương vậy con mắt nhìn một mắt bầu trời dị tượng, nói cái này dị tượng dính dấp đồ quá nhiều. Người này mặc dù không có uy hiếp, nhưng là có thể sẽ đối với Diệp Thần sinh ra có thể chết người ảnh hưởng. Quân ma Trần và thần quốc người cũng sẽ điều tra được nơi này, như là tìm ra người này. Xem người ta như nhau tra hỏi, tất nhiên liên lụy đến Diệp Thần. Cái này uy hiếp, phải bóp chết. Tuyệt Hàn Đế cung tiêu diệt, có nguyên nhân rất lớn chính là nhân từ và tình nghĩa. Ta không hy vọng Tuyệt Hàn Đế cung có bất kỳ uy hiếp, vậy không hy vọng Diệp Thần rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào. Đi thôi, hắn tạm thời an toàn. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, ta chỉ hy vọng Diệp Thần có thể mau sớm trưởng thành. Ta không bảo vệ được hắn nhất thế. Bạch Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cuối cùng, hai đạo thân ảnh biến mất. Bầu trời dị tượng cũng không phục tồn tại. Trong sơn động, hắc tinh thạch quan rơi ở trên mặt đất. Ma đế vậy mở mắt ra, yếu ớt mấy phần. Diệp Thần tiến lên một bước, hỏi, ma đế, vậy thì tốt rồi. Ma đế gật đầu một cái, tiếp theo liền cần các loại, đoạn thời gian này. Ta sẽ tiếp tục nấp trong người ấn đường, cùng thân thể này hoàn toàn tạo thành. Chỉ mong cái này thời gian sẽ không quá lâu. Diệp Thần nhìn một cái hắc tinh thạch quan,
hỏi cái này thời gian có thể hay không rút ngắn. Ma đế con ngươi đông lại một cái, ừ, đó chính là đi ma tộc. Tốt lắm, chuyện này sau này hãy nói, dưới mắt, mau rời khỏi, lần này dị tượng quá lớn, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm, xin lỗi. Diệp thần cười một tiếng, trực tiếp đem hắc tinh thạch quan thu vào luân hồi mộ địa bên trong, ma đế, và ta khách khí cái gì? Coi như không có chuyện này, ta nguy hiểm cũng không thiếu. Đi. Rất nhanh, Diệp thần liền đi tới trục phong ưng chỗ, hình tử đường, kỳ lâm các người, thấy được Diệp thần từ đàng xa đi tới, đều là không khỏi mặt lộ mừng rỡ vẻ, nghênh đón. Cơ huyền nhìn xem Diệp thần, không khỏi đối với Diệp thần hỏi, Diệp thần, mới vừa rồi, chúng ta cảm ứng được tiếp liền không ngừng truyền tới vô cùng là mãnh liệt chiến đấu chập chờn, chuyện gì xảy ra sao? Còn nữa, trên bầu trời thế nào sẽ có dị tượng, cái này cùng vậy phong ấn có liên quan sao? Diệp thần nhàn nhạt nói, ta cùng Từ Hoan và vậy ma tộc giao thủ, không việc gì, ma tộc đã bị ta chém chết, Từ Hoan. Hắn mặc dù là cầu sinh, đầu phục ma tộc, nhưng là, hắn dẫu sao giúp ta nhanh hơn đi tới cái này rừng thiên cực, ta lần này thả qua hắn. Diệp thần nói mặc dù bình thản, có thể lời nói nội dung, nhưng là khó tin tới cực điểm à. Chém chết ma tộc, bỏ qua cho Từ Hoan. Đối phương, cũng đều là phong môn cảnh tồn tại à. Ở Diệp thần trong miệng, nhưng tựa như không có gì hay nói vậy. Diệp thần thực lực, kết quả khủng bố đến vì sao làm ruộng bước à. Lần này cửu U quốc chuyến đi, Diệp thần trên mình, kết quả chuyện gì xảy ra? Nhìn mọi người rung động hình dáng, Diệp thần cũng không khỏi được lộ ra vẻ lúng túng nụ cười nói, tốt lắm, các ngươi trước trở lại về học viện đi, ta biết các ngươi nhất định là có rất nhiều nghi vấn, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi cửa từ từ giải thích. Cơ huyền ngẩn ra, ngươi không theo chúng ta cùng nhau rời đi. Diệp thần đi tới kỳ lâm bên người, đối với nhiều người người cười nói, Phùng Lân cận ta còn có chút chuyện phải xử lý, chậm chút sẽ về học viện. Các ngươi đi thôi. Đúng rồi, chuyện hôm nay, không được cho biết người bất kỳ, nếu như học viện hỏi tới, ta sẽ đích thân hướng viện trưởng giải thích. Yên tâm Diệp thần, cho dù có người muốn giết chúng ta cũng sẽ không tiết lộ nửa câu. Mọi người thề thành khẩn nói. Dẫu sao bọn họ mệnh đều là Diệp thần cứu, há lại sẽ xem Từ Hoan như nhau bán đứng. Mấy người mặc dù muốn giữ lại, nhưng là bọn họ vậy nhìn thấu Diệp thần trong mắt kiên định, liền rối rít ngồi lên trục phong ưng. Trục phong ưng gào to một tiếng, chấn động hai cánh, hướng thần hỏa học viện cực nhanh chạy như bay. Kỳ lâm, đi thôi. Diệp thần đưa tay ra, kéo lại kỳ lâm, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh liền hướng một phương hướng đi. Cái hướng kia, là lệnh hồ gia tộc trụ sở chính. Hiện tại Diệp thần trong đầu chỉ có một ý niệm, cứu Diệp Lạc Nhi. Bỏ mặc Diệp Lạc Nhi người ở phương nào, hắn đều phải cứu ra. Căn cứ đã lấy được tin tức, lệnh hồ gia tộc trụ sở chính ở Tây Vực và Bắc Vực tiếp giáp chỗ, Thiên Vận Thành. Cách rừng thiên cực, không tính là quá xa. Ở một nơi đến gần Tây Vực và Bắc Vực trong trấn nhỏ, một nơi trong quán rượu mặt, Diệp thần và Kỳ Lâm đội nón lá, nghe chung quanh võ giả nói gần đây sự tình phát sinh. Trở lại nơi này, Diệp thần ngược lại là muốn đi Tây Vực Bắc Cung gia tộc xem. Không biết đồ đệ của mình Bắc Cung Tử Ngọc như thế nào. Mặc dù hắn là Bắc Cung Tử Ngọc sư phụ, nhưng là cũng không có dạy nàng quá nhiều đồ, chân thực có chút tiếc nuối. Bước vào nơi này, để cho hắn bất ngờ phải, ban đầu yêu thánh bí cảnh mở. Huyết hồn tộc hạ xuống. Vốn cho là không có nhanh như vậy ảnh hưởng đến, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, đã có một phần chia tỉnh lại huyết hồn tộc cường giả bước vào Tây Vực. Trước mắt Tây Vực bị huyết hồn tộc xâm lược, các thế lực lớn trọng tâm căn bản đều ở đây huyết hồn tộc trên mình. Thật may huyết hồn tộc còn không có xuất hiện phong môn cảnh giới cường giả, nếu không liền nguy hiểm. Diệp thần uống rượu xong, trả tiền xong chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe gặp trong đường phố mặt truyền tới tiếng âm. Không tốt, huyết hồn tộc tới. Mọi người chạy mau. Thanh âm truyền tới, quán rượu mọi người chạy mất dạng, nơi này chỉ bất quá một nơi trấn nhỏ. Không việc gì cường giả. Mạnh nhất chấn trưởng, cũng không quá tạo hóa cảnh tầng hai trời, căn bản không có sức chống lại huyết hồn tộc. Diệp thần từ trong quán rượu mặt đi ra, quả nhiên thấy huyết hồn tộc không ít người vọt vào. Huyết hồn tộc võ giả vọt vào trong trấn nhỏ, đốt giết cướp đoạt,
bị bắt võ giả, trực tiếp bắt phá ngực của bọn họ, móc ra tim tới. Nếu như không có gặp phải huyết hồn tộc cũng được đi, nếu gặp phải, Diệp Thần không định bỏ qua cho. Hắn thừa kế yêu thánh truyền thừa, huyết hồn tộc sự việc cũng là hắn chuyện. Trấn nhỏ không lớn, trấn trưởng tổ chức võ giả, đối kháng huyết hồn tộc. Diệp Thần đi tới trấn nhỏ tường thành, phát hiện bên ngoài huyết hồn tộc không nhiều, cầm đầu là một người tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Trấn trưởng là một người cao tuổi ông già, khí huyết chưa đủ, dù là chiến đấu, vậy không phát huy ra nhiều ít chiến lực. Thành trì đã phá hỏng, một ít huyết hồn tộc võ giả, cũng sớm đã vọt vào, tan biến chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Diệp Thần từ thành trong bức tường nhảy xuống, hắn để cho Kỳ Lâm tại chỗ, đội nón lá, chỉ có thể thấy gò má, mặc quần áo trắng. Tráng sĩ không muốn đi xuống, nguy hiểm. Trấn trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù không nhìn thấu Diệp Thần cảnh giới, bất quá như thế một người trẻ tuổi, đỉnh hơn tạo hóa cảnh. Diệp Thần cười không nói, chỉ là cầm ra thú hủ kiếm, chỉ gặp hắn nhẹ giơ tay lên, bất hủ kiếm ý phun phát ra ngoài. Ở huyết hồn tộc bên kia, vận may đỉnh cấp tồn tại, ảo tưởng vọt vào thành trì bên trong, ăn sống nhân tộc tim. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ chí mạng nguy cơ, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện một người nhân tộc võ giả, đứng ở thành trì phía dưới. Thú hủ kiếm bộc phát ra ánh sáng lóng lánh, bất hủ kiếm ý lộ ra ở trong không khí. Đâm! Một đạo chói mắt kiếm quang, uyển như sấm diệt thế vậy, ở Diệp Thần bên cạnh xông tới huyết hồn tộc, trực tiếp bị tức nghiền ép. Oanh! Một kiếm hạ xuống, mặt đất lưu lại một đường thật dài vết kiếm, kiếm quang sáng chói, bỗng nhiên rơi xuống. Một màn kế tiếp, để cho thành trì phía trên võ giả, sợ choáng váng. Một kiếm hạ xuống, huyết hồn tộc đại quân không còn một mống, dù là liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài. Toàn bộ trên mặt đất, chỉ còn lại huyết hồn tộc tàn phá thi thể, kiếm khí ở trong hư không, cũng không có tiêu tán, ngược lại tồn lưu ở trong hư không. Một kiếm trong nháy mắt giết huyết hồn tộc đại quân. Vốn là phải chết nguy cơ, để cho Diệp Thần một kiếm giải quyết. Trấn trưởng từ khiếp sợ trong đó tỉnh hồn lại, đứng ở thành trì phía trên, mở miệng nói, xin hỏi tiền bối người nào. Một kiếm chém chết huyết hồn tộc đại quân, tuyệt đối là phong môn cường giả à. Mấu chốt còn như vậy trẻ tuổi. Diệp Thần vốn muốn nói Diệp Thí Thiên, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, danh tự này đã không phải là bí mật gì, liền tùy tiện lấy một tên chữ. Diệp Sát Thần. Diệp Thần lưu lại một câu nói, xoay người mang Kỳ Lâm bay về phía hư không. Quần áo trắng, một kiếm, cường giả cái thế. Trong trấn nhỏ miệng truyền miệng, thậm chí có chút bình dân cho Diệp Thần thành lập trường sinh bia. Một ngày sau, Diệp Thần đi tới Thiên Vận Thành. Dọc theo con đường này không biết chém giết nhiều ít huyết hồn tộc, cứu vớt không thiếu thành trì. Diệp Sát Thần danh hiệu, vậy hoàn toàn truyền ra, không có ai biết Diệp Sát Thần hình dạng thế nào, chỉ lưu lại một cái gò má. Nhưng là người chung quanh, cũng cầm Diệp Sát Thần làm thần bảo vệ, bọn họ anh hùng. Thậm chí một ít sùng bái Diệp Sát Thần võ giả, đặc biệt ăn mặc quần áo trắng đội nón lá, cầm trên tay một thanh kiếm, tới bắt trước mình thần tượng. Diệp Thần biết sau chuyện này, khóc cười không được, nếu để cho bọn họ biết, Tây Vực thần bảo vệ, là đã từng Tây Vực nghe tiếng sợ vỡ mật huyết đồ thần vương, không biết là biểu tình gì. Thiên Vận Thành không lớn không nhỏ, cầm đầu gia tộc chính là Lệnh Hồ gia tộc. Lệnh Hồ gia tộc thực lực, cũng không cường đại, lời đồn đãi có một người lão tổ là phong môn nhất tầng thiên. Chân chính để cho Lệnh Hồ gia tộc sừng sững ở trên trời vận thành không ngã, chủ yếu nhất và Thánh Long gia tộc có một tia quan hệ. Dù là chỉ có một tia, vậy không ai dám đối với Lệnh Hồ gia tộc ra tay. Diệp Thần đổi cả người quần áo, ăn mặc áo xanh, lấy xuống nón lá, mang theo một cái mặt nạ. Kỳ Lâm giống như vậy. Diệp Thần, người nói Lạc Nhi tỷ tỷ biết hay không nhốt ở Lệnh Hồ gia tộc trong ngục dưới lòng đất. Lệnh Hồ gia tộc gần trong gang tấc, Kỳ Lâm ngược lại có chút kích động. Diệp Thần lắc đầu một cái, trong mắt lạnh như băng bắn về phía chỗ sâu, chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy. Ta luôn cảm giác Lệnh Hồ gia tộc sẽ dính dấp ra đáng sợ hơn tồn tại. Diệp Thần qua lại ở đường phố bên trong đám người, đi một lát, liền tới đến Lệnh Hồ gia tộc ngoài cửa lớn. Người nào, không biết nơi này là Lệnh Hồ gia tộc,
cút nhanh lên. Hai người lính gác tu vi phổ thông, bọn họ không cảm giác được Diệp Thần khí tức trên người, chỉ cho là một thường dân. Tìm chính là lệnh Hồ gia tộc. Diệp Thần khóe miệng bên trong toát ra một tia cười nhạt, sau đó cầm ra thú hủ kiếm. Thú hủ kiếm lấy ra sau đó, hai người lính gác vừa thấy cũng biết, người tới không tốt. Địch tấn công. Bọn họ hai người vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được thấu xương lạnh lẽo, hai cái đầu bỗng nhiên tách ra. Oanh oanh oanh. Lệnh Hồ gia tộc bên trong, bốn bóng người bay về phía hư không, không một ngoại lệ toàn bộ chết. Phương nào tiểu bối, dám đến chúng ta Lệnh Hồ gia tộc gây chuyện. Diệp Thần và Kỳ Lâm đứng trên mặt đất lên, cười không nói, khóe miệng thoáng qua một tia lạnh lùng độ cong. Hôm nay, ta đặc biệt tiêu diệt Lệnh Hồ gia tộc, như thế nào? Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, tiện tay nâng lên một kiếm, bất hủ kiếm ý hơi thở, để cho những cái kia bỗng nhiên xuất hiện Lệnh Hồ gia tộc cường giả, run lẩy bẩy. Cái này cổ hơi thở quá mạnh mẽ. Căn bản không biện pháp ngăn cản. Oanh! Một kiếm phá vỡ bầu trời, bỗng nhiên rơi xuống, máu loãng từ trong hư không tung rơi trên mặt đất. Tí tách, máu loãng nhỏ xuống ở Diệp Thần trên mặt nạ mặt, Diệp Thần đá văng cửa, từng bước một đi vào. Chiến đấu hơi thở, căn bản không giấu được Thiên Vận Thành cường giả, từng cái phái ra người làm đi thăm dò xem. Thiên Vận Thành võ giả, cũng đi tới Lệnh Hồ gia tộc ngoài cửa lớn, muốn xem náo nhiệt. Dẫu sao Lệnh Hồ gia tộc chiếm cứ Thiên Vận Thành ngàn năm, không người dám chọn tiết, hôm nay có một cái người thần bí, một mình xông vào, tự nhiên đưa tới bọn họ hứng thú. Thiên Vận Thành tất cả gia tộc lớn biết chuyện này, không nhịn được hưng phấn, nếu như Lệnh Hồ gia tộc tiêu diệt, bọn họ liền có cơ hội lên chức. Chỉ là không biết người thần bí nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có thể đánh bại hay không Lệnh Hồ gia tộc. Diệp Thần đi vào Lệnh Hồ gia tộc bên trong, một bước một giết người, tinh khiếu dưới ở trước mặt hắn và con kiến hôi như nhau. Ngươi là ai? Đây là, trong đại điện mặt lao ra một người, chính là Lệnh Hồ gia tộc tộc trưởng, bởi vì Thánh Long gia tộc quà tặng, cảnh giới đã đột phá mấy phần. Lệnh Hồ gia chủ nhìn Diệp Thần, cũng không có gấp động thủ, mới vừa rồi Diệp Thần một kiếm cường thế, giống như ác mộng. Hắn có chút kiêng kỵ. Giao ra Diệp Lạc Nhi. Một câu nói, để cho Lệnh Hồ gia chủ nhướng mày một cái, Diệp Lạc Nhi sự việc, hắn tự mình ra tay bắt, cũng sớm đã bí mật đưa đến Thánh Long gia tộc. Đi qua lâu như vậy, lại có người tìm tới cửa. Kỳ Lâm lần nữa thấy Lệnh Hồ gia chủ, lửa giận cháy, bước ra một bước tháo xuống mặt nạ, lão xúc sinh, ngươi có thể nhận được ta. Ngày đó, ngươi tổn thương ta và Lạc Nhi tỷ tỷ, hôm nay, ta mang Diệp đại ca tới, liền để cho ngươi cảm thụ cái gì là thống khổ. Giờ khắc này, Kỳ Lâm ý định giết người phóng thích. Tiên thiên độc thể ngưng tụ. Nhưng mà Diệp Thần nhưng mở miệng nói, Kỳ Lâm, còn không dùng ngươi ra tay, ngươi là ta vũ khí bí mật, thời khắc mấu chốt mới có thể dùng. Diệp Thần cũng không hy vọng Kỳ Lâm bại lộ. Kỳ Lâm nhìn một cái Diệp Thần, chế trụ nội tâm tức giận, gật đầu nói, được. Cái này ta muốn hắn chết. Diệp Thần lộ ra một đạo rét lạnh nụ cười, ngươi đừng quên chúng ta chuyến này mục đích. Chính là giết người. Lệnh Hồ gia chủ rốt cuộc kịp phản ứng, ngươi là Diệp Thần. Diệp Lạc Nhi đưa đến Thánh Long gia tộc sau này, hắn đặc biệt điều tra qua, phát hiện Diệp Lạc Nhi và một cái Diệp Thần người có thiên ti vạn lũ quan hệ. Giống vậy đến từ Côn Lôn Hư. Chỉ bất quá lúc ấy Diệp Thần không có bất kỳ uy hiếp, hắn liền không có để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ tới, sau đó, Tây Vực vang dội Diệp Thần uy danh. Lệnh Hồ gia tộc thuộc về Tây Vực và Bắc Vực chỗ giáp giới, cố nhiên đối với Tây Vực chuyện rõ ràng rất ít. Cũng đúng cái này Diệp Thần hai chữ sợ hãi mấy phần. Bất quá lúc đó hắn, chỉ cho là trùng tên. Bây giờ nhìn lại, lo lắng sự việc vẫn là xảy ra. Nếu thân phận đã bị đoán được, Diệp Thần vậy không cần phải ẩn giấu đi, tháo xuống mặt nạ. Khi thấy Diệp Thần mặt mũi thực trong nháy mắt, Lệnh Hồ gia chủ cả người run rẩy. Người có tên cây có bóng. Chết ở Diệp Thần trong tay cường giả, thực ra quá nhiều. Làm Diệp Thần bạo lộ thân phận ra một khắc kia, vây xem võ giả trực tiếp nổ. Huyết đồ thần vương, cái đó ma thần người đàn ông giống vậy, trở về. Người nào không biết, Diệp Thần tàn sát Tây Vực triệu võ giả, tàn bạo cực kỳ, độc cô gia tộc tiêu diệt.
cũng là bởi vì là hắn. Trong nháy mắt sóng lớn âm thầm dâng, có chút thế lực quyết định đem Diệp Thần sự việc, báo lên cho Hung Ma Cung nhóm thế lực. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, bọn họ có thể ôm lấy một ít thế lực bắp đùi. Thỉnh cầu lão tổ ra tay. Vốn là lệnh Hồ gia chủ còn chuẩn bị và Diệp Thần giao thủ một chút, nhưng mà đối phương sáng lên xuất thân phần, hắn liền giao thủ dũng khí cũng không có. Diệp Thần muốn giết hắn mà nói, và bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Chỉ có lão tổ có thể chống lại Diệp Thần, thậm chí đánh chết. Oanh! Ở lệnh Hồ gia tộc, một nơi trong mật thất mặt, một đạo kinh khủng hơi thở bộc lộ ra ngoài. Núp trong bóng tối người làm và vây xem võ giả cả kinh. Lệnh Hồ gia tộc lão tổ quả nhiên còn sống. Thiên vận thành võ giả, đối với lệnh Hồ gia tộc hơn nữa kính sợ. Còn như Diệp Thần, ở bọn họ trong mắt đã là một người chết. Tạo hóa cảnh tầng 4 trời, và phong môn nhất tầng thiên, chênh lệch thực sự quá lớn. Rất nhanh, một người ông già xuất hiện ở lệnh Hồ gia chủ bên người, rất có một bộ tiên phong đạo cốt hình dáng. Bái kiến lão tổ. Lệnh Hồ gia chủ mừng rỡ. Nếu không phải bởi vì Diệp Thần, chuyện này sợ rằng sẽ một mực giấu tiếp. Lệnh Hồ sát quân, cũng là lệnh Hồ gia tộc thần bảo vệ, chỉ cần lệnh Hồ sát quân không chết, lệnh Hồ gia tộc ở trên trời vận thành, vĩnh viễn đều là bá chủ vậy địa vị. Đứng lên đi. Lệnh Hồ sát quân nhìn một cái lệnh Hồ gia chủ, trong mắt cũng không có trách cứ thần sắc. Diệp Thần đại danh, người nào không biết. Lệnh Hồ gia chủ đứng lên, ở một bên nhìn Diệp Thần và người chết như nhau. Phong môn cảnh, Diệp Thần tuyệt đối không thể chống lại, thậm chí hắn trong đầu còn đang suy nghĩ, đến lúc đó cầm Diệp Thần đầu, hiến tặng cho các thế lực lớn, từ đây kết giao những thế lực này. Bọn họ lệnh Hồ gia tộc nhất định sẽ thanh vân thẳng lên, tốt đẹp kế hoạch xây dựng đều đã ở hắn trong đầu khắc vẽ ra tới. Lệnh Hồ sát quân bước ra một bước, không khí chung quanh đều ở đây mơ hồ run rẩy. Thật là mạnh, ẩn núp người làm và vây xem võ giả. Cảm giác được khí tức kinh người, cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Một cái tạo hóa cảnh con kiến hôi, cho là có chút bản lãnh, liền có thể là tùy ý là, hôm nay ta liền vì dân trừ hại. Lệnh Hồ sát quân nói nghĩa tránh ngôn từ, tựa hồ thật vì mọi người vậy. Hắn hơi thở đè hướng Diệp Thần, muốn để cho Diệp Thần trực tiếp quỳ xuống. Để cho hắn ngay trước mọi người bêu xấu. Diệp Thần khóe miệng vạch qua một tia nụ cười giễu cợt. Lệnh Hồ sát quân lại lấy thế đè người, thật lấy là như vậy tu vi, có thể hù được hắn vậy. Nếu như trước kia, Kỳ Lâm Đề ra sớm tự mình nói, hắn chạy tới, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn như hiện tại, phong môn cảnh nhất tầng thiên, hắn không sợ chút nào. Lệnh Hồ sát quân hơi thở đè tới, Diệp Thần đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Mạnh hơn tồn tại, Diệp Thần cũng gặp phải qua. Còn biết sợ một cái phong môn cảnh nhất tầng thiên khí thế. Ừ, lệnh Hồ sát quân nhướng mày một cái, vốn là hắn lấy là Diệp Thần sẽ bị hắn khí thế đè trực tiếp quỳ xuống, ai biết không có động tĩnh. Có chút bản lãnh mà thôi. Lệnh Hồ sát quân khinh thường cười một tiếng, bóng người ngay tức thì xông tới. Thật là nhanh, tốc độ quá nhanh, để cho mọi người căn bản không thấy rõ, tại chỗ chỉ để lại lệnh Hồ sát quân tàn ảnh. Diệp Thần nâng lên thú hủ kiếm, ở lệnh Hồ sát quân xông tới trong nháy mắt, một kiếm bỗng nhiên chém ra đi. Oanh! Một kiếm hạ xuống, lệnh Hồ sát quân nhẹ di động, né tránh một kiếm. Diệp Thần cũng không nóng nảy, thân thể lui về phía sau và lệnh Hồ sát quân kéo ra khoảng cách. Lệnh Hồ sát quân vung tay lên, khí tức chung quanh không ngừng ngưng tụ ở hắn tự thân. Ở chung quanh hắn tạo thành từng đạo gió lốc, đè nén hơi thở. Để cho mọi người không thở nổi. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, bất hủ kiếm ý từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài. Trong tay thú hủ kiếm, ông ông tác hưởng. Khí tức bất hủ tràn ngập ở chung quanh, để cho lệnh Hồ sát quân cảm nhận được một cổ kinh khủng hơi thở, sắp bộc phát ra. Chanh, chanh, chanh. Một đạo phong cách cổ xưa kiếm quang, không có bất kỳ sặc sỡ, cũng không có hoa mỹ chiêu thức. Hết thảy các thứ này cũng bình thản không có gì lạ. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, tựa hồ cảm giác Diệp Thần vậy không sao. Cái này Diệp Thần làm sao cảm giác tốt yếu. Ta xem Diệp Thần chỉ bất quá có một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi,
chiến lực chân chính, cũng không có mạnh bao nhiêu. Vây xem võ giả xì xào bàn tán, cảm giác Diệp Thần cũng không quá như vậy. Lệnh Hồ Sát Quân lại không có loại ý nghĩ này, ngược lại chí mạng nguy cơ, ở hắn trong đầu vang lên. Một kiếm này, hắn thật giống như không ngăn được. Hắn nhưng mà phong môn à. Tại sao sẽ có loại cảm giác này? Hắn không biết, bất quá Diệp Thần một kiếm này đã rơi xuống. Đâm! Một kiếm hạ xuống, thế như trẻ tre, rơi vào Lệnh Hồ Sát Quân trên thân thể mặt. Oanh! Một màn kế tiếp, để cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp Lệnh Hồ Sát Quân bóng người, ở giữa không trung bên trong bay rớt ra ngoài, lưu lại một đường vòng cung, khoảnh khắc bây giờ rơi trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Vốn là thanh âm xì xào bàn tán, hơi ngừng, Lệnh Hồ gia chủ vậy trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Bọn họ lão tổ làm sao không chịu được như vậy nhất kích? Không có ai biết tại sao, ở bọn họ trong mắt, Diệp Thần mới vừa rồi một kiếm kia, căn bản không có mạnh bao nhiêu. Bọn họ tự nhận là cũng có thể ngăn trở. Ai biết Lệnh Hồ Sát Quân lại bay ra ngoài, chẳng lẽ hắn là một cái giả phong môn cảnh? Diệp Thần từng bước một đi tới hố sâu trước mặt, phát hiện Lệnh Hồ Sát Quân đã thoi thóp. Ngươi, ngươi! Lệnh Hồ Sát Quân trong miệng không ngừng khạc ra máu loãng, hắn toàn bộ ngực đã lõm xuống. Diệp Thần giơ tay lên một kiếm, thú hủ kiếm trực tiếp cắm ở Lệnh Hồ Sát Quân trên đầu mặt. Phịch! Đầu bộc phát ra xương máu, Lệnh Hồ Sát Quân hoàn toàn bỏ mình. Diệp Thần lấy lại thú hủ kiếm, trước mắt đối với mình chiến lực, có một cái rõ ràng nhận biết. Giờ phút này, Lệnh Hồ gia chủ đứng tại chỗ, một hai chân đều run rẩy. Bọn họ lão tổ lại chết. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Lệnh Hồ gia chủ, người sau, phốc thông một tiếng, hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Diệp đại nhân, van cầu ngươi tha ta, bắt Diệp Lạc Nhi, cũng không phải ta chủ ý. Bình bịch bịch. Lệnh Hồ gia chủ không ngừng dập đầu, Thánh Long gia tộc truyền tới mệnh lệnh, bọn họ căn bản không dám phản kháng. Diệp Lạc Nhi, ở nơi nào? Kỷ Lâm vậy kích động nói, nói mau. Diệp Thần trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, tay cầm thú hủ kiếm, từng bước một đi tới Lệnh Hồ gia chủ bên người. Chung quanh ẩn núp người làm rời đi, chuyện kế tiếp, đã không cần coi lại. Linh võ đại lục Lệnh Hồ gia tộc, diệt. Đại nhân. Chúng ta bắt Diệp Lạc Nhi sau này, Thánh Long gia tộc liền mang đi. Lệnh Hồ gia chủ tiếng nói vừa dứt, hắn cổ đột nhiên cảm nhận được một cổ lạnh lẽo, một cổ thi thể không đầu ngã xuống đất, đầu lăn xuống ở bên cạnh. Diệp Thần đi ra Lệnh Hồ gia tộc, chung quanh võ giả đã sớm thoát đi, rất sợ Diệp Thần sẽ đại khai sát giới. Diệp Thần nhìn về phía Kỷ Lâm, chào mày, Kỷ Lâm, Thánh Long gia tộc nhưng mà linh võ đại lục thế lực cao cấp. Hơn nữa rất là thần bí, xác định đi không? Bước ra bước này, liền không có thuốc hối hận. Kỷ Lâm do dự mấy giây, nói, Diệp Thần, ngươi không biết sợ thế lực cao cấp, ta biết ngươi biết đi cứu. Diệp Thần đưa tay ra sờ một cái Kỷ Lâm tóc, thật thông minh, đi thôi, bất quá chúng ta không thể cường thế như vậy, tiếp theo, chúng ta muốn như đi trên băng. Kỷ Lâm liếc một cái Diệp Thần, ngươi còn như đi trên băng, ta mới không tin. Còn nữa, chưa có sở đầu ta, phải đổi đần. Đúng rồi, ta lúc nào mới có thể phát huy tác dụng. Diệp Thần nháy mắt mấy cái, ngươi nhưng mà vũ khí bí mật đương nhiên là thời khắc quan trọng nhất ra tay. Một ngày sau, liên quan tới Diệp Thần trở lại Tây vực sự việc, đã mọi người đều biết. Càng truyền tới một cái tin, Diệp Thần một kiếm trong nháy mắt giết Lệnh Hồ Sát Quân. Có thể chiến phong môn cường giả. Thật là ác mộng. Diệp Thần tin tức, ở toàn bộ Tây vực đầy trời bay, thậm chí một ít bình dân hy vọng Diệp Sát Thần ra tay, tiêu diệt cái này gieo hỏa. Một ngày thời gian, Tây vực các thế lực lớn cũng làm ra phản ứng, Hung Ma Cung, Bay Vũ Các, lửa cháy bừng bừng dậy, Huyền Quan sẽ, mỗi người phái ra cường giả. Tây vực mặc dù là năm vực bên trong yếu nhất, nhưng nếu như thế lực cao cấp phái ra cường giả, vậy sẽ tạo thành không nhỏ áp lực. Cái này cũng đại biểu bọn họ thái độ. Diệp Thần phải chết. Giờ phút này, Diệp Thần và Kỷ Lâm tự nhiên không lo lắng những chuyện này, bọn họ còn có sự việc nhức đầu, đó chính là bọn họ chỉ biết là Diệp Lạc Nhi bị Thánh Long gia tộc mang đi, nhốt ở đâu căn bản không biết.
Cái này làm cho hắn như thế nào tìm? Diệp Lạc Nhi nhất định phải cứu, dù là chết cũng phải mang ra ngoài. Từ Thiên Vận Thành sau khi rời đi, Diệp Thần và Kỳ Lâm đi tới vùng lân cận một tòa biển xanh thành, ở tại một nhà trong quán rượu mặt. Tây vực các thế lực lớn phái ra cường giả đuổi giết, Diệp Thần cũng không biết. Tây vực rất nhiều cường giả, một đường đi tới Thiên Vận Thành, lại là đi theo Diệp Thần hơi thở đi tới biển xanh bên ngoài thành mặt. Toàn bộ Thiên Vận Thành đã loạn thành một đoàn, lệnh Hồ gia tộc diệt vong, muốn thống trị Thiên Vận Thành gia tộc tự nhiên không phải số ít. Một chàng gia tộc giữa đại chiến, hoàn toàn bộc phát. Diệp Thần tên tiểu súc sinh này, tuyệt đối ở biển xanh trong thành. Giờ phút này Hung Ma Cung một người ông già mở miệng nói. Hắn thực lực ở 45 tên cường giả trước mặt, cũng không tính là nhiều mạnh, chỉ bất quá truy lùng năng lực, đặc biệt mạnh mẽ. Mọi người vậy là dựa vào hắn, mới tìm được Diệp Thần tung tích. Diệp Thần sớm muộn sẽ ra, không bằng chúng ta ở bên ngoài há miệng chờ sung dụng. Các thế lực lớn bây giờ cũng có một ít va chạm, bất quá tại đối phó Diệp Thần phương diện, phá lệ đoàn kết. Được, ta bố trí một cái khốn trận, đến lúc đó Diệp Thần xông vào, tuyệt đối chạy không thoát. 45 tên Tây vực cao cấp sát thủ, bắt đầu mật mưu như thế nào tru diệt Diệp Thần. Nguy cơ đánh tới, hết thảy các thứ này Diệp Thần cũng không biết, hắn ở biển xanh thành hỏi dò tin tức. Nghe nói Thánh Long gia tộc ở thu nhận võ giả, thấp nhất yêu cầu chính là tạo hóa cảnh. Muốn đi vào Thánh Long gia tộc cường giả không đếm xuể, dẫu sao đây chính là đứng đầu thế lực. Có đứng đầu thế lực bảo bọc, đi ra khỏi nhà vậy là thêm một phần an toàn. Nhưng mà Thánh Long gia tộc yêu cầu, vô cùng là nghiêm nghị, chỉ thu nhận 300 tên. Số người tự nhiên chân quý, mặc dù thấp nhất chỉ là tạo hóa cảnh, bất quá có thể đi vào, phần lớn là tinh khiếu cảnh. Diệp Thần miễn cưỡng phù hợp, Kỳ Lâm liền không đạt tới tiêu chuẩn. Diệp Thần quyết định mình lẫn vào Thánh Long gia tộc tìm Diệp Lạc Nhi, mà Kỳ Lâm liền ở lại khách sạn cùng nàng. Kỳ Lâm mặc dù có chút ý kiến, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Diệp Thần không dám lãng phí thời gian, lập tức lên đường. Bởi vì mấy ngày sau liền sẽ có tiến vào Thánh Long gia tộc khảo hạch, hắn phải bắt chặt thời gian. Từ biển xanh trong thành đi ra, Diệp Thần bay về phía hư không, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên một người tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả ngăn lại hắn. Diệp Thần nhìn một cái, cũng cảm giác được Hung Ma Cung hơi thở. Không nghĩ tới Hung Ma Cung ra tay nhanh như vậy, không kịp đợi muốn giết chết hắn. Diệp Thần, hôm nay ngươi khó thoát tai kiếp. Hung Ma Cung cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đối với Diệp Thần ra tay. Diệp Thần không do dự, cầm ra thú hủ kiếm, cả người bóng người xông tới. Nếu gặp phải hung người của Ma Cung, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đang cùng Hung Ma Cung cường giả giao thủ trong nháy mắt, đột nhiên truyền tới từng đạo phá không thanh âm. Vèo vèo vèo, từng đạo bóng người sừng sững ở trong hư không, dòng dã 45 tên cường giả. Tràng diện hơi thở, ngay tức thì kiềm chế xuống. Diệp Thần nhướng mày một cái này 45 nhân khí tức quỷ dị, cho hắn mang đến không nhỏ áp lực. Xem ra những người này hẳn là Tây vực thế lực phái ra mạnh nhất sát thủ. Ông, trận pháp phóng lên cao, cầm Diệp Thần bao vây ở bên trong, đây là một môn cực kỳ cường hãn thượng cổ khốn trận, lấy 45 người làm trận mắt. Chỉ cần 45 người không chết, trận này cũng sẽ không phá. Biển xanh trong thành võ giả đều cảm giác được bên ngoài khí tức mạnh mẽ, từng cái hư không bay hướng phía ngoài. Bọn họ vừa thấy nhất thời dọa cho giật mình, cường hãn hơi thở và đội hình kinh khủng, để cho bọn họ lòng đều run rẩy. Ở ngay chính giữa, bọn họ thấy Diệp Thần bóng người. Diệp Thần một người sừng sững ở hư không, đối mặt 45 vị Tây vực cao cấp sát thủ, mặt không đổi sắc. Biển xanh thành võ giả không phải người ngu, trong nháy mắt liền nhìn ra. Các thế lực lớn phái đi ra ngoài cường giả, đặc biệt tiêu diệt Diệp Thần. Diệp Thần nhìn tại chỗ cường giả, cười không nói. Các thế lực lớn vì giết ta, thật là trăm phương ngàn kế. Rất nhiều cường giả lạnh lùng không nói, ai cầm Diệp Thần làm tạo hóa cảnh, đó chính là một người ngu. Diệp Thần cầm chặt thú hủ kiếm, trên người khí thế không ngừng bộc phát ra, bất hủ kiếm ý và canh kim khí, quấn quanh ở hắn trên mình. Bước ra một bước. Mọi người nhẹ lui về phía sau một bước.
nhất thời trên mặt đau rát đau. Bọn họ lại bị Diệp Thần dọa lui, trong hư không nhưng mà không hề thiếu võ giả đều ở đây hội. Bọn họ cái này một gương mặt già nua đi nơi nào thả. Diệp Thần thân ảnh quỷ mị, trực tiếp vọt vào, hiện tại không thể lui được nữa, chỉ có đánh một trận. Vô tận ma khí ở Diệp Thần trên thân thể mặt quấn quanh, thú hủ kiếm ma tính, hoàn toàn kích thích. Khí thế của cả người đạt tới một cái cực điểm. Các thế lực lớn cường giả, hơi biến sắc, cái này cổ hơi thở đã cùng phong môn cảnh cường giả không phân cao thấp. Diệp Thần thật sự có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Đột nhiên, Diệp Thần khoát tay, thú hủ kiếm chém xuống đi. Một đạo kiếm quang mê người mắt, phốc thông một tiếng, trước mặt mấy người trực tiếp thân tổn. Giết! Diệp Thần một cặp tròng mắt biến thành màu đỏ như máu, sát ý hóa thực, lưu động ở khốn trận bên trong. Các thế lực lớn vừa thấy Diệp Thần một kiếm diệt mấy vị cường giả, lại cũng không dám có bất kỳ lười biếng, rối rít ra tay. Từng đạo hoa mỹ thần thông, thẳng hoành lần lượt thay nhau, để cho người bên ngoài, nhìn sợ hết hồn hết vía. Nếu là bọn họ ở bên trong, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị xóa bỏ. Kiếm ý không ngừng bùng nổ, bị công kích những cường giả kia, hù được vội vàng bây giờ, cầm ra từng viên màu đen nhánh tấm thuẫn. Sắc sắc, tấm thuẫn căn bản không ngăn được Diệp Thần một kiếm, truyền tới một hồi bể tan tành thanh âm. Phốc suy, rất nhiều cường giả, một búng máu phún ra ngoài, cả người sắc mặt trắng bệch. Lạnh như băng thân kiếm, để cho bọn họ cả người run rẩy. Đâm, một kiếm hạ xuống, từng đạo máu tươi tung tóe, nhỏ xuống ở Diệp Thần trên gương mặt mặt, bên trong máu còn có một tia dư nhiệt. Đây là Diệp Thần bên người, mấy người khác tay cầm một chuôi màu đỏ chiến đao, điên cuồng đánh tới. Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng, xoay người lấy tay bắt hắn lại chiến đao, sau đó một cước đá ra. Kinh khủng lực đạo, trực tiếp để cho hắn bay bắn ra, một búng máu phun ra. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt, truyền tới một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Xem ra vẫn là phải sử dụng Trảm Thiên Nhất Kiếm à. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Một giây kế tiếp, ý định giết người nổ bắn ra. Một kiếm ra. Kinh khủng hơi thở tựa như chấn vỡ hết thảy. Mở. Diệp Thần phát ra một tiếng giống giận gầm thét. Trên mặt đất, đất đai xuất hiện từng đạo vết rách, không ngừng lan truyền. Bởi vì chung quanh là một phiến hồ lớn. Cho nên, ngay tức thì mặt đất phún ra ngoài cột nước, phóng lên cao. Từng đạo cột nước hội tụ chung một chỗ. Và Diệp Thần Trảm Thiên Nhất Kiếm tạo thành một cái thủy long, bỗng nhiên liều chết xung phong đi. Thủy long kinh khủng hơi thở, để cho rất nhiều cường giả, không nhịn được lui về phía sau, tránh mũi nhọn. Thủy long xông phía gần nhất một người, tên kia Tây Vực cường giả thân thể bị vặn cổ thành phấn vụn. Thủy long cũng không có tiêu tán, ngược lại ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một chuôi thủy kiếm. Thủy kiếm sừng sững ở trên hư không, lạnh như băng kiếm mang. Để cho rất nhiều cường giả trong lòng chấn động một cái. Cái này một kiếm hạ xuống, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh! Một kiếm giống như thiên đạo ngưng tụ thành diệt thế sấm sét, gào thét đi. Rất nhiều cường giả, sử dụng cả người thủ đoạn, có vài người thoát đi, có chút cường giả trực tiếp bị giết hết, còn có một chút người bị thương nặng. Một đôi tràn đầy sát ý trong mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần, vốn là 45 tên cường giả. Hiện tại chỉ còn lại 20 người sống. Mọi người không muốn cho Diệp Thần thở dốc thời gian, đồng loạt ra tay, chấm dứt hậu hoạn, miễn được đêm dài lắm mộng. Trong đó một người Tây Vực cường giả mở miệng, còn lại 20 tên cường giả, không do dự nữa, rối rít vận dụng lá bài tẩy, bước ra máu tươi, hợp lực nhất kích, đã vượt qua xa phong môn cảnh có thể chịu đựng lực lượng. Quyết định cho Diệp Thần sấm sét nhất kích. Một kích này đi xuống. Bọn họ hoàn toàn muốn Diệp Thần mệnh. Kinh khủng hơi thở ở trên hư không không ngừng ngưng tụ, Diệp Thần mặt không đổi sắc, không có nói một câu, chỉ là cầm chặt thú hủ kiếm. Giờ khắc này Diệp Thần ở rất nhiều cường giả trước mặt, lộ vẻ được dị thường nhỏ bé, tựa hồ một đời cường giả đi lên đường cùng. Hắn càng giống như một đầu chó sói, một đầu cô lang, một người đối kháng các thế lực lớn. Tây Vực điều động người mạnh nhất đối phó Diệp Thần. Có thể gặp bọn họ suy nghĩ nhiều phá hủy Diệp Thần. Oanh! Rất nhiều cường giả, ngừng tụ ra khí tức kinh khủng, tạo thành một cơn gió lốc.
Dù là vây xem võ giả, cách trận pháp, cũng có thể cảm nhận được kinh người uy lực. Một kích này đi xuống, Diệp Thần như thế nào có thể sống? Diệp Thần lắc đầu một cái, nhắm mắt lại, sau đó nâng lên thú hủ kiếm, dùng hết toàn thân khí lực, vung ra một kiếm. Một kiếm này bộc phát ra sáng chói nhất lửa khói. Tựa như một đạo hỏa diễm đốt cháy cả thế giới. Đâm! Toàn bộ trận pháp đều run rẩy, sắp tan tành, trên mặt đất, đã không thấy được Diệp Thần bóng người. Bụi đất tung bay, không thấy rõ bên trong tình huống, ở bên ngoài võ giả, chỉ có một ý tưởng. Diệp Thần đã chết rồi sao? Ở bên ngoài võ giả trong mắt, Diệp Thần tuyệt đối không sống nổi. Một kích này có thể vượt xa phong môn tầng 2 trời, Diệp Thần bản thân thì có thương thế, làm sao sống nổi. Bụi đất dần dần rơi xuống, Diệp Thần bóng người hiển hiện ra, có chút bụi đất dính, nhìn như tựa hồ rất chật vật. Hơn nữa, Diệp Thần nhắm hai mắt mâu, cực kỳ cổ quái. Chẳng lẽ chết? Trần Lão, ngươi là trong chúng ta mạnh nhất, ngươi đi xuống xem, cầm đầu hắn cắt đi. Một người mở miệng, Trần Lão gật đầu một cái, vội vàng bay về phía mặt đất. Hắn thận trọng từng bước một đi tới Diệp Thần bên người, rất sợ là giả chết. Một bước, hai bước, Diệp Thần cũng không có bất kỳ động tác. Ở hư không cường giả thấy một màn này, đều là chân mày vui mừng, xem ra Diệp Thần sống không nổi nữa. Nếu là Diệp Thần còn sống, cũng sớm đã phát động công kích. Trần Lão yên tâm lại, cầm ra một chuôi rìu lớn, nhắm ngay Diệp Thần cổ, ầm ầm chặt xuống. Ở chặt xuống trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nâng lên cánh tay, bắt được hắn rìu. Cái gì? Trần Lão bị sợ cả kinh thất sắc, Diệp Thần lại vẫn còn sống. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Vốn cho là Diệp Thần thần thoại thì phải hạ màn, ai biết. Diệp Thần căn bản không có chết. Đây rốt cuộc là một hình dáng gì quái thai, bị như thế công kích mãnh liệt, vượt xa phong môn cảnh, còn chưa có chết. Cút! Diệp Thần cặp mắt đỏ bừng, cả người trên mình lại toát ra một tia khí tức quỷ dị. Tà ác, mạnh mẽ! Rắc rắc! Tê! Cái này, đây là tình huống gì? Ở hư không phía trên, những cường giả kia đều kinh hãi. Bọn họ có thể cảm nhận được, Diệp Thần hơi thở lại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cái này mẹ hắn rốt cuộc tình huống gì? Ai có thể nói cho bọn họ? Ma đế, cho ta một phần chia ma khí, mở. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, trên người hắn hắc khí càng ngày càng nồng đậm, trên bầu trời, đông nghịt một phiến, tựa như màn đêm buông xuống. Trời tối mờ nhắm mắt. Trong tay hắn thú hủ kiếm, ma khí xông ra, ác ma mắt cộng thêm thú hủ kiếm kiếm ý, dung hợp vào một chỗ, cũng không phải là một thêm một tương đương với hai như thế đơn giản. Không tốt, mọi người mau đồng loạt ra tay, ngăn cản Diệp Thần. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần đang động dùng kinh khủng lá bài tẩy, cổ lực lượng này không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Liên tiếp biến hóa, để cho bên ngoài mọi người vây xem, nhìn sửng sốt một chút. Vốn cho là Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện, ai biết lại đổ tới đây. Ta có một kiếm, cũng không mục nát thế gian, có thể khai thiên. Diệp Thần miệng lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ gặp tay hắn cánh tay nâng lên thú hủ kiếm. Trong nháy mắt, tựa như đưa tới thiên địa đồng tình. Giết hại, tham lam, dục vọng không ngừng tràn vào Diệp Thần trong nội tâm. Hắn như là ma, trên đời vô Phật. Giờ phút này hắn chính là một đầu ma thần, cửu u bên trong đi ra cấm kỵ tồn tại. Diệp Thần cả người bay về phía hư không, tay dậy kiếm rơi, một mảnh hư vô. Trận pháp bên trong tràn đầy hơi thở máu tanh, để cho người nôn mửa. Diệp Thần hóa thành địa ngục mà đến tử thần, quơ trong tay thú hủ kiếm. Trong trận pháp, còn lại ba người. Cô độc, không giúp. Chúng ta trốn đi. Không biết ai nói một câu nói. Bọn họ tháo ra khốn trận, chuẩn bị thoát đi, nhưng mà Diệp Thần thanh âm vang lên. Hiện tại vừa mới nghĩ chạy trốn, có phải là quá muộn hay không? Ngập trời ma khí, ầm ầm bao phủ ở cuối cùng mấy người. À, gào thảm thanh âm không ngừng, Diệp Thần cũng không có ra tay, ngược lại ở một bên yên tĩnh lắng nghe. Biết bao tuyệt vời thanh âm, Diệp Thần mặt đầy say mê, hắn bây giờ đã hoàn toàn nhập ma. Ma khí bao phủ ở đây chút cường đại võ giả,
rất nhanh liền biến mất ở nhân thế bây giờ, hóa thành lau một cái bụi bẩm. Diệp Thần một đấm đánh vào trên trận pháp mặt, truyền tới một đạo rắc rắc thanh âm. Toàn bộ trận pháp khoảnh khắc bây giờ bể tan tành. Vây xem võ giả thấy Diệp Thần chạy tới, đứng ở nơi đó một hơi một tí, trong nháy mắt bọn họ bị sợ choáng váng. Diệp Thần tàn bạo trong mắt nhìn chằm chằm bọn họ, bạo ngược hơi thở, từ trong cơ thể hắn tràn ra. Hắn bây giờ chỉ muốn giết hại. Giết! Diệp Thần vẫy tay một kiếm, mang bất hủ kiếm ý kiếm quang, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Oanh! Một kiếm hạ xuống, chém chết võ giả mấy trăm tên. Một kiếm này, vậy hoàn toàn để cho đờ đẫn mọi người tỉnh hồn lại, hiện tại không chạy, lưu lại chỉ còn lại tử vong. Những võ giả này chạy mất dạng, bọn họ vốn là muốn xem các thế lực lớn cường giả như thế nào giết chết Diệp Thần. Ai biết bọn họ lòng hiếu kỳ, hoàn toàn biến thành bùa đòi mạng. Đảo mắt bây giờ, hai ngày trôi qua, Diệp Thần bóng người cũng sớm đã biến mất. Biển xanh thành đánh một trận, vậy hoàn toàn làm cho cả Tây vực võ giả biết được. Diệp Thần một người độc chiến 45 tên Tây vực cao cấp cường giả, hoàn toàn giết ra trùng vây. 45 tên cao cấp sát thủ, không có người nào sống sót. Toàn bộ chết trận. Đánh một trận thiên hạ kinh. Diệp Thần chiến lực, hoàn toàn đổi mới tất cả thế lực nhận biết. Tin tức truyền tới, Tây vực các thế lực lớn trầm mặc, không có một cái thế lực phát biểu bất kỳ thanh minh. Tổn thất 45 tên cao cấp cường giả, lại không có đánh chết Diệp Thần. Các thế lực lớn trưởng môn nhân, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát đau. Một tát này đánh bọn họ, ứng phó không kịp. Hiện tại, dõi mắt toàn bộ Tây vực, ai có thể dung chuyển cái này thông thiên thanh niên? Chẳng lẽ muốn để cho tất cả thế lực cao cấp lão tổ đồng loạt ra tay? Thánh Long thành một tòa trong quán rượu mặt, Diệp Thần đi đường mệt nhọc đi tới một nơi ngồi xuống. Gần đây Thánh Long thành cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều tán tu đặc biệt tới, chờ đợi Thánh Long gia tộc khảo hạch. Ở trong quán rượu mặt có thể nghe được một ít tin tức. Mấy ngày gần đây nhất cũng đang thảo luận Thánh Long thành khảo hạch chuyện. Nếu là có thể trở thành Thánh Long gia tộc nồng cốt môn khách, đối với tán tu mà nói, tương đương với một bước lên trời. Lần này khảo hạch lấy tỷ võ hình thức, thấp nhất cũng là muốn cầu tạo hóa cảnh, thậm chí có lời đồn đãi, nửa bước phong môn tán tu cũng sẽ tham gia. Những thứ này đều là Diệp Thần nghe một ít tử khách nói, là thật là giả căn bản không biết. Diệp Thần từ trong quán rượu mặt đi ra, tiến vào một nhà cửa hàng, mua một người mặt mũi cái. Chính hắn nghĩ xong, tiến vào Thánh Long gia tộc bên trong, âm thầm tìm Diệp Lạc Nhi, nếu là có thể len lén chạy ra ngoài tốt nhất. Không thể nói, hắn chỉ có thể cưỡng ép mang đi. Diệp Thần tìm được một cái khách sạn ở lại, ngày mai sẽ là Thánh Long gia tộc tuyển chọn. Đối với tuyển chọn sự việc, hắn căn bản không lo lắng, chủ yếu là tiến vào Thánh Long gia tộc như thế nào tìm được Diệp Lạc Nhi. Tìm được sau này, như thế nào cầm Diệp Lạc Nhi cứu ra. Thánh Long gia tộc thần bí trình độ, vượt xa hết thảy. Gia chủ cái gì tu vi hắn không biết, lão tổ và thái thượng trưởng lão cái gì tu vi, hắn cũng không biết. Hắn phải lợi dụng mỗi một phút mỗi một giây tăng lên mình thực lực. Ngày thứ hai, Diệp Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, một thân một mình đi tới Thánh Long gia tộc cửa. Hắn lúc tới đã người người mãn mắc. Đều là chờ đợi khảo hạch người. Thánh Long gia tộc cung điện ở Thánh Long thành cũng không lớn, bất quá bên trong có động thiên khác. Chứa 30.000 người cũng không có vấn đề. Ở Thánh Long gia tộc cửa, đứng hai cái người đàn ông trung niên, đều là phong môn cảnh tồn tại. Nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ có phân tranh, mới phái ra hai người phong môn cường giả trấn thủ. Diệp Thần mặc quần áo trắng, đầu đội nón lá, quyết định dùng Diệp sát thần danh hiệu. Tiến vào bên trong. Huynh đệ, một thân một mình, cũng không dễ dàng, không bằng chúng ta kết minh như thế nào. Lúc này, một người gầy đét nam tử vỗ Diệp Thần bả vai. Gầy đét nam tử vừa thấy Diệp Thần phản ứng, liền biết chuyện gì. Huynh đệ, người sợ rằng có chỗ không biết, Thánh Long gia tộc chỉ lấy 300 tên võ giả, nhiều người như vậy tỷ võ cũng không biết năm nào tháng nào, cho nên chính là hỗn chiến. Gầy đét nam tử không ngừng lải nhải, một bộ tựa như quen hình dáng. Chỉ bất quá Diệp Thần ngược lại là biết một ít chuyện tình, hỗn chiến xuống, lưu lại 300 tên. Phụ cận đây đã có không ít người,
bắt đầu tìm một ít chung một chí hướng võ giả. Hỗn chiến cũng không phải là ngươi chỉ xem chiến lực, dù cho ngươi phong môn, một đám tinh khiếu đỉnh cấp vây công ngươi. Cũng không thể nói 100% thông qua khảo hạch. Diệp Thần từ hắn trong miệng biết được kêu Trần Nguyên, tạo hóa cảnh tầng 3 thiên tán tu. Ở nơi này chút tán tu bên trong, thực lực cũng không coi là quá cao. Hắn vậy không suy nghĩ nhiều, gật đầu liền đồng ý, nếu như cầm Trần Nguyên thu phục, đến lúc đó vậy nhiều một người làm một ít chuyện tình. Một mực đợi nửa giờ, ở Thánh Long gia tộc, một người phong môn cường giả rốt cuộc mở miệng, tất cả mọi người tiến vào Thánh Long gia tộc, không được lớn tiếng ồn ào náo động. Người đàn ông trung niên nói hồi lâu, nghe Diệp Thần mơ màng buồn ngủ, đại khái vậy coi là nghe rõ. Ở Thánh Long gia tộc diễn võ trường, bố trí một cái trận pháp, tất cả mọi người tiến vào bên trong, bị đánh chết hoặc là đánh ra trận pháp coi như thất bại. Hai người đàn ông trung niên đi ở phía trước, Diệp Thần đi theo một đám tán tu ở phía sau cùng. Trần Nguyên tựa hồ nói nhiều, ở Diệp Thần bên tai xì xào bàn tán, một mặt thô bỉ hình dáng, nhìn chung quanh nha hoàn. Diệp Thần nhìn chung quanh không nói câu nào, cầm những đường đi này nhớ rõ ràng. Đi mấy phút, đi tới diễn võ trường sau đó, hai người phong môn sơ kỳ cường giả liền mở trận pháp. Các tán tu nối đuôi mà vào, Diệp Thần và Trần Nguyên hai người vậy đi vào theo. Cùng tán tu toàn bộ đều đi sau khi đi vào, vậy phong môn cường giả nói một chút quy tắc. Những quy tắc này mọi người đã sớm trong lòng biết bụng minh. Phong môn cường giả tiếng nói vừa dứt, đột nhiên có một người võ giả ra tay. Oanh! Tên võ giả này trực tiếp đánh lén, tràng diện chiến đấu trong nháy mắt bộc phát ra. Tất cả loại thần thông kém không đủ, để cho người hoa cả mắt. Diệp Thần bề ngoài chỉ bất quá tạo hóa cảnh, đưa tới rất nhiều người ra tay. Những người này từng cái cầm hắn làm trái hồng mềm. Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, cầm ra một chuôi thông thường kiếm, bất hủ kiếm ý từ trong cơ thể hắn phun phát ra ngoài. Hắn tiện tay một kiếm hạ xuống, trực tiếp chém chết 20 người. Trong nháy mắt, người chung quanh liền không dám tìm Diệp Thần phiền toái. Ở hỗn chiến bên trong tuyệt đối không thể cao giọng, một khi đưa tới sự chú ý của người khác, rất dễ dàng đụng phải vây công. Tạm thời bây giờ, vậy không người chú ý Diệp Thần và Trần Nguyên hai người, hỗn chiến bùng nổ chết ở khó tránh khỏi. Một cái cổ thi thể ngã xuống, Diệp Thần ở một bên hội, phát hiện cũng không có phong môn cường giả tồn tại. Dù là nửa bước phong môn cũng không có. Muốn đến cũng vậy, nửa bước phong môn tồn tại, sau lưng cũng đứng thế lực cường đại, làm sao có thể tới Thánh Long gia tộc. Những võ giả này, đối với Diệp Thần mà nói căn bản không tạo được uy hiếp. Tham gia tỷ võ chỉ ít 2.000 người, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, chỉ còn lại 700 người. Cái này 700 người trên căn bản đều có mình đồng bọn, phân là ba cái thế lực nhỏ. Vốn là người nhiều, Diệp Thần và Trần Nguyên không người chú ý, hiện tại không giống nhau, có thể lưu lại, đều ở đây các phe trận doanh. Diệp Thần và Trần Nguyên trong nháy mắt bại lộ ra. Trước hết giết bọn họ hai cái. Một cái trong đó trận doanh lão đại, chỉ huy hai người tinh khiếu cảnh tầng 3 thiên cường giả đi qua. Diệp Thần đứng dậy, không do dự, cầm chặt kiếm trong tay, chém xuống một kiếm đi. Phốc thông. Diệp Thần giết chết hai người sau đó, chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp xông lên đi giết. Hắn muốn mau sớm kết thúc chiến đấu. Trần Nguyên nhìn một cái chỉ có thể cắn răng theo sau. Kiếm quang ở trận pháp bên trong lưu động, mỗi một lần Diệp Thần vẫy tay một kiếm, là có thể mang đi không thiếu cường giả. Cố nhiên Diệp Thần tận lực áp chế tu vi, nhưng vẫn là kinh hãi mọi người. Diệp Thần không chỉ có muốn thông qua khảo hạch, còn muốn cho thấy một ít thực lực. Ở bên ngoài trận pháp mặt, hai cái phong môn cảnh nhìn. Nếu muốn lẫn vào môn khách bên trong, hắn thì phải làm cốt lõi nhất môn khách. Nếu không, hắn như thế nào có thể đủ điều tra Diệp Lạc Nhi bị tống giam ở nơi nào? Diệp Thần trước một mực không hiện núi hạt xương, không người cầm hắn làm chuyện xảy ra, có thể vừa thấy hắn hung mãnh như vậy. Trận pháp mọi người bên trong bị dọa. Khi nào tạo hóa cảnh, như vậy khủng bố như vậy. Diệp Thần tàn sát những người này, không tới mấy tức thời gian, rất nhanh cũng chỉ còn lại có 500 người. Ông! Giờ phút này trận pháp rơi xuống, 500 người đứng tại chỗ, không nói lời nào.
Hai người Thánh Long gia tộc Phong Môn Cảnh nhìn Diệp Thần một mắt, sau đó cầm hắn kêu qua tới. Ngươi kêu gì? Một vị trong đó Thánh Long gia tộc Phong Môn Cảnh nói. Diệp Sát Thần. Diệp Thần đàng hoàng báo ra danh hiệu của mình, bất quá vừa nói xong, đứng tại chỗ 500 người, toát ra khiếp sợ thần sắc. Không có biện pháp, Diệp Sát Thần đoạn thời gian này bọn họ cũng nghe nói qua. Một người chém chết huyết hồn tộc 3.000 tên. Thậm chí rất nhiều địa phương đều lưu lại Diệp Sát Thần truyền thuyết, vốn là tất cả mọi người cho là các thế lực lớn đệ tử, bây giờ mới biết là tán tu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 104.